Chúng ta khoai nước. Vâng. À, có 31 thành viên. Vâng, xin mời anh chị em, chúng ta đang ở bên ngoài, chúng ta vào lớp cùng thầy, chúng ta tiếp tục nội dung trong phần kiến thức của luật hành chính. Thì ở phần đầu, thầy đã trao đổi anh chị em rất kỹ nội dung về khái quát chung luật hành chính, sự hình thành ra đời, và chúng ta thấy được những đặc điểm trong hoạt động quản lý, hoạt động quản lý hành chính nhà nước ấy, nằm trong đối tượng, các đối tượng quản lý hành chính, các phương pháp hành chính ta tìm hiểu, và cũng như nắm bắt được các mối quan hệ giữa hành chính với các hệ thống pháp luật, đúng không, để chúng ta thấy được cái sự khác biệt, những cái điểm giao trong việc vận dụng nó phù hợp, rồi các nguồn trong áp dụng trong văn bản hành chính. Ta đi tiếp với nội dung tiếp theo, phần 2 về quy phạm pháp luật hành chính. Chúng ta thấy rõ được trong hành chính về những cái đặc điểm về nội dung quy phạm hành chính là gì, các phân loại quy phạm hành chính cũng như hiệu lực và vấn đề thực hiện quy phạm chính hiện nay. Thì đầu tiên cũng rất muốn anh chị em chúng ta xác lập được ở đây, theo anh chị là các quy phạm pháp luật hành chính là gì, đặc điểm của nó ra sao. Xin mời chị em cho các ý kiến ở đây. Tôi xin mời chị Hoàng Thị Thái là có ý kiến, chị cứ hiểu cách thông thường thì quy phạm pháp luật hành chính là gì và đặc điểm nó là như thế nào. Xin mời chị Hoàng Thị Thái có đây không ạ? Chị Hoàng Thái có đây không ạ? Dạ em có ạ. Vâng, xin mời chị cho ý kiến. Thầy vừa lêu. Thì nghe rõ câu hỏi chưa ạ? Dạ, bà báo thầy em vừa mới ở ngoài vào đây ạ. Câu hỏi thầy đặt ra thì em hiểu thế nào về quy phạm pháp luật hành chính và đặc điểm của nó? Xin mời em. Em nghe rõ câu hỏi chưa? Nghe rõ rồi. Rồi mời em. Em thưa thầy là vi phạm pháp luật hành chính là quy tắc hành vi do nhà nước đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành các quy định của nhà nước. Vậy từ khái niệm đó thì em rút ra đặc điểm của nó là gì? Em thưa thầy là đặc điểm của nó là đặc điểm là quy tắc được tự chung thể hiện vị trí của nhà nước và được nhà nước bảo đảm thực hiện, và là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người về tính pháp ạ. Em hiểu đây là quy tắc sử dụng chung không? Quy tắc sử dụng chung là gì? Thì em hiểu là gì? Rộng đến đâu? Các em chưa. Trong phạm vi như trong nước ta thì cụ thể nó ở đâu? Trong các thứ này là trong các quan hệ xã hội. Nó là áp dụng trong một địa phương hay trong phạm vi cả nước? Nó được áp dụng trong phạm vi cả nước ạ. Em tìm ra đặc điểm nào nữa không? Em chỉ nghĩ được đấy thôi ạ. Rồi, cảm ơn bạn Hoàng Thị Thái rất nhiều. Để những nội dung em đưa ra nó chạm với phần về phần khái niệm về quy phạm pháp luật hành chính như một số đặc điểm mà em đưa ra. Xin mời ý kiến thứ hai, xin mời anh Hà Xuân Dược có đây không ạ? Anh Hà Xuân Dược. Chờ mời anh cho ý kiến chỉ đạo. Thưa thầy thì em hiểu thì nội dung quy phạm pháp luật hành chính thì quy định đó là quy định chung về nên về nguyên tắc về xử sự trong cái văn bản pháp luật về chính. Vâng.
Ngoài ra còn gì nữa không anh? Vâng, quy định như này, những đối tượng mà vi phạm mà không đúng theo những quy định trên thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Pháp luật đây là cụ thể pháp luật nào? Pháp luật về hành chính ạ. Thế theo anh hiện nay thì pháp luật hành chính gồm những văn bản nào trong pháp luật hành chính biết không? Thầy thì ngoài văn bản quy định về pháp luật hành chính thì còn vẫn liên quan đến như là luật dân sự. Luật dân sự. Luật dân sự. Rồi. Ngoài ra luật gì nữa? Anh có nghe luật xử phạt vi phạm hành chính không? Dạ có. Vâng. Anh có thể giới thiệu chút về bản thân được không? Thưa thầy, vâng, em đang công tác ở địa phương. Phương nào chứ, nhiều địa phương lắm, 63 tỉnh thành phố anh ạ. Vâng, em ở Hoàn Long, Yên Mỹ ạ. Vâng. Yên Mỹ là quê Hưng Yên này ạ? Không nhầm, quê của cụ Nguyễn Văn Linh sao, tôi nhớ nhầm không nhỉ? Vâng ạ, vâng ạ, quê của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Một người xuất chúng như vậy thì những người sinh ra ở đấy cũng xuất chúng đâu kém đúng không? À. Vâng. Anh để giới thiệu qua về quê hương mình không? Có gì đặc biệt mà có thể... Vâng, thưa thầy thì... Cái lĩnh vực thì hiểu biết về pháp luật cũng chỉ chút cũng sơ sơ, cũng chuyên sâu lắm thầy ạ. À không, thì tôi có hỏi là lĩnh vực về luật pháp luật ở đâu, tôi hỏi anh về quê hương mình, anh để giới thiệu qua những cái gì mà anh thấy từ bé anh sinh ra đến giờ thì anh thấy có ấn tượng gì quê hương mình mà có thể giới thiệu cho thầy mà anh chị em biết về quê hương mình ấy. Giống như tôi nhắc lại, tôi sinh ra quê Chí Phèo, quê Hà Nam, quê của mảnh đất của Chí Phèo Chí Nở, tôi rất tự hào về quê hương mình. Đó. Có cá kho, có chuối ngự, có những nhân tài, có những con người mà sống dù rất là nghèo nhưng rất tình cảm chẳng hạn thế, đúng không? Nên mình thấy có đặc điểm nào rõ nét nhất của quê hương mình. Cảm ơn thầy. Vâng, sinh ra trên mảnh đất quê hương của Yên Mỹ Hưng Yên. Vâng. Có nhiều cái vật và có quê hương cũng có nhiều cái truyền thống mà có những danh nhân. Vâng. Vâng, mình làm như cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà thờ Đoàn Thị Điểm. Vâng. Cố Hải Cường Lãn Ông. Lãn Ông. Vâng. Thì quê hương đối với ở Yên Mỹ và Hưng Yên nói chung thì trong những năm qua thì kinh tế cũng phát triển rất là mạnh. Vâng. Nên cụ thể anh công tác ở địa phương là anh công tác lĩnh vực gì? Các thầy thì em đang bên đoàn thể. À vâng, trưởng đoàn thể đúng không? Vâng. Chủ tịch mặt trận hay cựu chiến binh hay là... Các thầy em chủ tịch mặt trận. À vâng, nghe dạng là mặt trận nó tính chất là hòa giải, cơ sở rất là cao. Vâng. Vâng. Anh đã hoạt động của mình trong thời gian vừa qua, tổ chức mình hoạt động như nào địa phương? Phát huy hiệu quả là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân như thế nào? Vâng. Cáo thầy thì cũng trong cái hoạt động chung của mặt trận thì cái hoạt động quan trọng nhất là để tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Vâng. Là tham gia giám sát phản biện xã hội. Vâng. Vâng. Còn gì đúng không anh? Có tập hợp đoàn kết gì không? Vâng, tập hợp đoàn kết và xây dựng khối đoàn kết, phát động các phong trào đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động xã hội. Dạ vâng. Đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dạ vâng. Xã của anh đã đạt chuẩn nông thôn mới chưa? Xã đạt rồi ạ. Đây đang phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kiểu mẫu, vâng. Thế là tốt rồi, chúc mừng anh, đúng không ạ? Sắp tới để chuẩn bị để vai trò của anh trong tới là của hiệp thương đấy, của đại biểu liên quan thì quốc hội rồi đại biểu hội đồng dân các cấp đúng không? Được rồi. Và mặt trận là vai trò quan trọng lắm. Cố gắng phát huy anh nhé. Và mặt trận thì nhưng mà khi qua công việc thấy các cấp ủy chính quyền là đôi khi là sau những cái công việc quan trọng thì quan tâm một chút nhưng mà sau công việc là thấy là cũng lơ đi thầy ạ. Quan trọng anh phải thể hiện hơn nữa. Mình phải thể hiện được ra cái vai trò trách nhiệm của mình là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đúng không ạ, giám sát phản biện, đúng không ạ, vấn đề đúng, những vấn đề ở địa phương đấy, mà đâu đó mình phải có những ý kiến, đúng không ạ, làm sao nó phù hợp nhất đấy, để đóng góp để xây dựng bộ máy thôi, hoàn thiện bộ máy thôi, đúng không ạ,
mà sao nó phù hợp nhất, thể hiện tiếng nói của mình. Đấy, thì anh về tiếng nói mình nó mạnh mẽ, nó quyết liệt hơn nữa, đúng không ạ? Thì cái vị trí của anh sẽ được đẩy lên, đúng không ạ? Và thực ra tôi thấy mặt trận là bây giờ là thời nay là phải nói là có nhiều tiếng nói hơn, vị trí hơn. Thời trước tôi nhớ bố tôi cũng công tác nhiều năm các mặt trận ở địa phương, là trước đây ít được quan tâm, nhưng bây giờ được quan tâm rất là nhiều. Đấy, ngay ở trung ương anh biết rồi đấy, đúng không? À, trước đây làm gì có hoặc là tham gia các cái tổ chức hay là vào cấp ủy các thứ mọi cái đấy, hay là bộ chính trị, ủy viên trung đảng, hay là thậm chí là bộ chính trị, ta thấy được tiếng nói vị trí. Tôi nghĩ điều đấy là rất cần thiết, đúng không ạ? Cần phát huy hơn nữa, đúng không? Vâng, anh cố gắng nhá, chúc anh phát triển và thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, đóng góp nhiều nhất cho nhân dân địa phương xã Yên Mỹ trước, và sau đó ở huyện, tỉnh, học tập cụ Nguyễn Văn Linh, đúng không ạ? Một phần nào đấy thôi chúng ta học tập, đúng không ạ? Điều đấy quan trọng. Ở đâu nó có đất, nó có linh và khí đấy, quan trọng nó hội tụ trong mỗi con người, đúng không ạ? Nên tôi nghe giọng anh là có khả năng là sắp tới đấy thăng quan tiến chức, anh cố gắng nhé, hoàn thành được học trước. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, hy vọng có dịp nào đó gặp trực tiếp anh. Vâng ạ, vâng. Vâng, vâng. Vâng, cảm ơn anh Dược. Cũng cảm ơn chia sẻ trước đó của chị Thái, thì hai anh chị cũng đưa ra chúng ta tìm hiểu về khái niệm trước, đúng không? Là tất cả các để tìm hiểu các nội dung trong hoạt động của các cơ quan hay là các quy định pháp luật cũng vậy, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm để làm rõ, sau đó ta chỉ ra đặc điểm nội dung. Thì quy phạm pháp luật chính như anh Thái và anh Dược cũng đã nêu qua đấy, đó chính là cái quy tắc xử xử chung. Xử chung là áp dụng cho tất cả các tổ chức cá nhân và phạm vi bắt buộc là rộng trong phạm vi cả nước, đúng không ạ? Và do cơ quan nhà nước, ở đây chính là các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp và các cán bộ công chức nhà nước thực hiện với thẩm quyền của mình, từ cái việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, các thông tư để áp dụng các thủ tục điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước mà chúng ta thường nhắc tới, nó hoạt động chấp hành và điều hành. Chấp hành chúng ta thấy là văn bản quy phạm nhà nước cấp trên hay là các cơ quan quyền lực nhà nước cung cấp, đúng không ạ? Chúng ta thấy đề cập rất rõ rồi. Và điều hành ở đây chính là cái việc trên cơ sở văn bản của các cơ quan nhà nước ở đó thì các cơ quan hành pháp sẽ tổ chức thực hiện, đúng không? Áp dụng trong hoạt động thực tiễn của mình. Nó anh chị em nhớ ở đây một đặc điểm rất quan trọng, đó là có hiệu lực bắt buộc thi hành, chứ không thể chúng ta thỏa thuận như kiểu dân sự được. Đấy, các quyết định hành chính đó với những đối tượng có liên quan trong từng lĩnh vực, chúng ta thấy. Và từ khái niệm này chúng ta nhìn thấy cái đặc điểm mà chị Thái đưa ra, đó là quy tắc mà xử sự mang tính bắt buộc chung. Đấy, tôi đã nhắc nhiều lần ở đây là bắt buộc chung cho mọi người, không phân biệt dù là cán bộ công chức có chức vụ quyền hạn, đúng không? Ta thấy rồi, pháp luật đã quy định rất là rõ, cán bộ công chức thì được làm những gì mà pháp luật cho phép, còn công dân làm gì pháp luật không cấm. Đấy, ta thấy được thực hiện áp dụng chứ không có sự phân biệt về địa vị xã hội, giàu nghèo gì ở đây cả, đúng không? Và phạm vi này trong cả nước có số lượng lớn và hiệu lực pháp lý khác nhau do thẩm quyền của từng văn bản, từ luật, từ nghị định, từ thông tư, và được ban hành bởi những cơ quan nhà nước, các công chức nhà nước có thẩm quyền ở cái cấp độ khác nhau. Từ luật thì chắc chắn là từ Quốc hội ban hành rồi, nghị định là chính phủ ban hành rồi, hay là các quyết định của thủ tướng ban hành, đúng không ạ? Rồi ở địa phương thì chúng ta thấy là các quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là thấy mức độ khác nhau, và ra các thông tư của bộ trưởng trong lĩnh vực ngành của mình. Và việc thực hiện này đặc điểm trong này chính nó phải thống nhất, nó thấy như vừa áp dụng trong cái việc nghị định 100 hay là các quyết định xử phạt trong lĩnh vực văn hóa hay là an ninh mạng vừa rồi, tôi thấy hoặc là các phát ngôn trên mạng ấy, anh chị em thấy của các nghệ sĩ chẳng hạn đấy, thì chúng ta thấy nó phải áp dụng chung và thống nhất, đúng không ạ? Rồi những quy phạm pháp luật hành chính ban hành chủ yếu điều chỉnh quan hệ phát sinh trong lĩnh vực hành chính nhà nước đấy, chủ yếu mà chúng ta thấy nó bao trùm hết tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đúng không ạ? Từ an ninh chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng xuyên suốt, tôi thấy rất là rõ đây, từ chúng ta sinh ra đến khi chúng ta mất, đúng không ạ? Và quy phạm pháp luật hành chính này được đặt ra sửa đổi bãi bỏ trên cơ sở những quy luật phát triển của xã hội đấy, ta thấy là tôi đã nhắc nhiều lần này, quy định pháp quy phạm luật đặt ra có thể cũng có tính dự báo nhưng không thể là dự báo hết được tất cả những tiên lượng, những cái vấn đề phát sinh mới. Tôi thấy những cái về không gian mạng, cái việc phát ngôn trên mạng thực ra nó phát sinh mấy năm nay thôi, chứ trước đây nó thấy là ngay khi chúng ta ban hành luật an ninh mạng 2018 ta còn dự báo nhưng không thể đầy đủ hết được các nội dung, chúng ta thấy đúng không ạ? Thì nó sẽ được điều chỉnh sửa đổi nó phù hợp với thực tiễn, thì tại sao luật bao giờ một thời gian thực hiện sau chúng ta có những cái sửa đổi bổ sung trong các quy định đó. Và chúng ta từ đó chúng ta nhìn nhận rất là rõ qua khái niệm và đặc điểm, thì chúng ta sẽ thấy được cái nội dung của quy phạm pháp luật hành chính ở đây.
đó là những các quy định về địa vị pháp lý của các bên trong tham gia quản lý hành chính với vai trò chức trách nhiệm vụ chức năng trong các quyết định thành lập các cơ quan tổ chức nhà nước, đúng không, hay là các địa vị pháp lý, các văn bản pháp luật như thầy nói, như chính phủ thì cũng có hoạt động của luật tổ chức chính phủ, hội đồng dân các cấp, tỉnh huyện xã, ta thấy bao giờ cũng có là luật chính quyền địa phương ấy, ta thấy thể hiện trong quan hệ địa vị pháp lý, xác định được quyền và nghĩa vụ gì trong quan hệ thực hiện về quản lý hành chính. Và thứ hai, nội dung thứ hai là quy hoạch hành chính họ xác định những trình tự thủ tục rất là rõ, đúng không ạ, để thực hiện các quyền nghĩa vụ các bên. Ta thấy trong quan hệ về đất đai, về sở hữu sử dụng đất đai của mình thì đấy xác định các trình tự thủ tục để xác lập liên quan đến sở hữu đất đai qua các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đúng không? Hay là liên quan đến việc đăng ký kết hôn của công dân khi nam đủ 20 tuổi và nữ đủ 18 tuổi trong việc xác lập đó, hay là liên quan cái việc và quyền học tập của mỗi công dân. Đấy, chúng ta thấy xác lập rất là rõ qua giấy khai sinh để sau đó thực hiện các nghĩa vụ về học tập hay là các nghĩa vụ khác đảm bảo quyền lợi của công dân đó, đúng không? Nó làm phát sinh, làm thay đổi hoặc là thậm chí là chấm dứt khi mà những người đó có những cái sự biến như chết hoặc là những vấn đề khác, nó làm thay hay tòa tuyên án mất tích chẳng hạn, thì nó làm thay đổi rất là cụ thể các quyền nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi bên tham gia trong quan hệ pháp luật hành chính, tất cả trong lĩnh vực từ lao động về kinh tế, văn hóa, xã hội, đất đai. Và nội dung thứ ba chúng ta thấy là quy hoạch hành chính ở đây xác định các bên sao thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, mà khi làm tốt các công việc thì sẽ được khen thưởng, thế còn khi mà làm không tốt thì chúng ta thấy sẽ áp dụng các biện pháp về kỷ luật, cưỡng chế đối với các đối tượng quản lý khi có hành vi chống đối là vi phạm các quyết định hành chính đó. Thì chúng ta cần nắm bắt các nội dung từ đó thì chúng ta sẽ thấy được vậy thì quy phạm chính sẽ phân loại như thế nào để chúng ta nhìn rõ cái phạm vi đối tượng áp dụng. Thì căn cứ vào chủ thể thì quy phạm hành chính là thấy chia ra với các quy phạm chính do cơ quan quyền lực ban hành. Đấy, cụ thể trung ương chính là Quốc hội, còn địa phương chính là hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực. Còn quy phạm hành chính thứ hai phân loại ra theo thẩm quyền, chủ thể ban hành, chủ tịch nước là chế định rồi, chúng ta thấy ban hành, đúng không ạ? Rồi thứ ba là quy phạm chính do cơ quan hành chính nhà nước, chính là hành pháp, chính là chính phủ, các bộ, quan bộ, của ủy ban các cấp địa phương được ban hành. Và thứ tư là căn cứ vào chủ thể, chúng ta thấy quy phạm chính do tòa án là bên xét xử và viện kiểm sát nhân dân là giám sát hoạt động tư pháp, đúng không ạ, thực hiện ban hành. Vậy tiếp theo căn cứ ban hành chúng ta thấy là về căn cứ vào cách thức ban hành thì quy phạm hành chính lại chia ra, nó gồm có một cơ quan hoặc là nhiều người có thẩm quyền độc lập ban hành. Thì chúng ta thấy một cơ quan cụ thể từ chính phủ hay một bộ ngành hoặc là người đại diện đứng đầu ban hành như là thủ tướng chính phủ, đúng không ạ, là người đứng đầu chính phủ hay là bộ trưởng đứng đầu bộ đó, rồi ba chủ tịch ban dân các cấp đứng đầu cơ quan đó, và hoặc là các quy phạm pháp luật hành chính liên tịch. Thì ở đây trước đây theo luật ban hành văn bản năm 2015 thì chúng ta có thông tư liên tịch giữa các bộ trưởng, thủ trưởng ngân bộ, nhưng theo luật ban hành văn bản pháp luật sửa đổi 2020 đã có sự thay đổi, bây giờ không còn cái thông tư liên tịch giữa các bộ thủ trưởng ngân bộ nữa, mà bây giờ chỉ có thông tư liên tịch giữa các bộ trưởng, thủ trưởng ngân bộ với tranh án lên tối cao, viện trưởng lên tối cao. Thì chúng ta cần nhớ cái phần về quy phạm hành chính liên tịch này. Tiếp theo chúng ta thấy căn cứ vào mối quan hệ được điều chỉnh thì quy phạm pháp luật hành chính có những quy phạm nào. Chúng ta thấy ở đây có những cái quy phạm về nội dung, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là đó là quy phạm được ban hành quy định về nội dung quyền nghĩa vụ, xác định về thẩm quyền xử phạt hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hay trưởng công an phường thị trấn, xác định rất rõ trong nội dung đó. Rồi quy phạm về thủ tục, ở đây là quy phạm được ban hành để quy định những thủ tục cần thiết, ví dụ các yêu cầu về việc các cái giấy tờ trong việc thực hiện xử phạt, đúng không, rất là rõ tuân theo quy định trình tự, đúng không, rất là rõ. Hai là thủ tục giải quyết tố cáo, đúng không, trong các nội dung các bước thủ tục lần một lần hai họ đưa ra thì chúng ta nắm bắt cái quy phạm về thủ tục, các trình tự yêu cầu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thì đấy, chúng ta thấy những cái căn cứ từ chủ thể, căn cứ liên quan cái việc về ban hành, chúng ta nắm bắt được rất là rõ để hiểu về các quy phạm chính. Tiếp theo chúng ta nắm bắt về quan hệ pháp luật hành chính thì chúng ta hiểu đây quan hệ pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quan hệ pháp luật, đó là những quan hệ phát sinh. Đấy, chúng ta luôn nhớ với hành chính đó là chấp hành và điều hành của nhà nước và được quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh, phạm vi pháp luật của hành chính điều chỉnh. Thì phân loại về quan hệ pháp luật hành chính ở đây thì có quan hệ chính dọc từ trên xuống dưới, nó thấy là nó phụ thuộc về cơ cấu tổ chức từ trung ương đến địa phương, ta thấy như các từ các bộ rồi đến các sở, các phòng, đúng không? Hoặc là chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, tỉnh huyện xã.
Thế còn với quan hệ hành chính ngang nó hình thành mà không có sự lệ thuộc về mặt tổ chức, đúng không? Thì chúng ta thấy là sự phối hợp của các cơ quan cung cấp, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy phối hợp của cùng cấp xã, cùng cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương, đấy, quan hệ hành chính ngang. Rồi các quan hệ thủ tục mang chính giấy tờ, các thủ tục trong việc phối hợp giữa các cơ quan hay quan hệ giữa thủ tục giữa quan hành chính nhà nước với công dân. Rồi các quan hệ về nội dung trong từng lĩnh vực cụ thể, trong từng ngành, về lao động, về đất đai, về tài chính, từng nội dung được triển khai, yêu cầu đặt ra các phần quy phạm phù hợp. Vậy cấu thành về quan hệ pháp luật hành chính thì sẽ gồm, đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ và nắm bắt được qua từ phần đầu giờ thầy chia sẻ cho em thấy cái chủ thể thực hiện, rồi khách thể cũng nội dung. Thì chủ thể ở đây chính là các cơ quan nhà nước, trong đó có quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Rồi thứ hai là phải có cán bộ công chức, là những người thực hiện, tổ chức, thi hành, đúng không, các quy trình thủ tục này. Thứ ba là sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, đúng không. Thứ tư là những người dân, rồi những người nước ngoài, những người không quốc tịch. Bản chất đây là những người tham gia vào cái quan hệ hành chính rất là rõ ở đây, và người thực hiện, thậm chí là những đối tượng bị quản lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Và khách thể thì đây chính là quan hệ phát sinh trong mục chấp hành và điều hành, những quan hệ trong nội bộ giữa cơ quan hành chính với nhau, trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân. Và nội dung bao trùm đây trong cấu thành quan hệ pháp luật hành chính đó chính là những quyền và nghĩa vụ của bên tham gia. Thì thêm ra ngoài chính chúng ta thấy rồi, các cơ quan có những quyền gì họ được ban hành áp dụng đối với cá nhân tổ chức, đúng không? Và nghĩa vụ của cá nhân tổ chức đó trong việc thực hiện nội dung về trong quan hệ của mình trong từng lĩnh vực đấy, như về hôn nhân gia đình hay về đất đai, về lao động đấy, và thực hiện đúng các quy định theo trình tự thủ tục được pháp luật lĩnh vực đó quy định áp dụng. Và chủ thể quản lý hành chính tôi thấy rồi, bao gồm rất rõ các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, rồi các nhà chức trách, những người có thẩm quyền, rồi các cá nhân tổ chức được ủy quyền đấy, ta thấy như thuyền trưởng, cơ trưởng trong những trường hợp mà thực hiện các nhiệm vụ được giao áp dụng các quy định pháp luật. Và những đặc điểm mà chúng ta nhìn thấy được ở đây trong cái chủ thể hành chính nhà nước, rõ ràng rồi, chúng ta thấy các cơ quan chính nước là cơ quan được đảm bảo về quyền lực, họ có quyền lực được trao, đúng không? Nhân dân trao cho họ thực hiện, và luôn gắn thẩm quyền pháp lý trên cơ sở văn bản pháp luật, các căn cứ pháp lý rất là cụ thể để áp dụng. Và lĩnh vực hoạt động thì là rộng, có thể phạm vi của một tỉnh, thành phố hoặc là trên phạm vi cả nước, bao gồm tất cả các mặt đời sống xã hội, bao trùm trừ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Và quản lý chủ yếu thông qua các quyết định quản lý hành chính, các hành vi hành chính ban hành đấy, của các những người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương địa phương, rồi các hành vi hành chính thực hiện hoặc là không thực hiện của các tổ chức cá nhân. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta thấy là cái đặc điểm nó bao trùm rất rõ ở đây, tính quyền lực, rồi phạm vi rộng, và trong hoạt động nó thông qua các quyết định hành chính và hành vi hành chính. Anh chị thêm những nhân vật này có thân quen không? Anh chị biết họ không? Đây có ai biết những nhân vật này không? Anh Hoàng Minh Trường biết không? Cái hình ảnh này là ba người này là ai? Anh Hoàng Minh Trường có đây không? Anh Trường vắng à? Tôi tích lại và lấy đăng nhập vào đây không thấy tham gia. Mời kia chị Kiều Thị Phượng có đây không? Đây, các số điểm danh lại luôn, và có thể cứ để ở đây xong. Dạ, thưa thầy, em có. Vâng, thế chị biết ba nhân vật này không? Dạ, em chưa thầy, đầu tiên là bên đảng là Donald Trump ạ. Vâng, cựu tổng thống đúng không? Vâng, cựu tổng thống ạ. Bên thống phải là Tập Cận Bình. Tập Cận Bình á, ngoài này mà ông Tập Cận Bình á. Ông giữa là ông nào? Ông giữa đấy. Ừ. Ông giữa này là Tập Cận Bình á, trẻ trẻ, ông này bằng tuổi tôi nhưng mà đeo kính thế này, răng hé to này. Hàn Quốc. Đấy là. Kiểu nhân Kim Jong Un. Và chị Phượng thì giới thiệu bản thân đi chút nhỉ, chị cũng chạm đúng một số cái rồi mà. Em là Kiều Thị Phượng, em công tác ở xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào ạ. À, Mỹ Hào có gì hay không em? Dạ,
Dạ, chị Hào của em thì vừa mới lên lên thị xã năm 2019 ạ. Có vui không? Lên thị xã vui không? Đất cát tăng lên không? Điểm và tất nhập ở khu phố lối ạ. Thế em làm cụ thể làm lĩnh vực gì ở xã? Công việc gì? Làm công chức văn hóa. Ôi giời, tốt quá nhỉ. Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đấy à? Vâng. Dạ. Vâng. Em về gia đình thế nào? Lập gia đình chưa? Như thế là em đã có gia đình, em sinh năm 1991 ạ. Em có hai. Ủa này à? Dạ. Rồi ok, cảm ơn em. Vâng, Mặt Phượng cũng đã chạm một số cái rồi, nội dung với ba nhân vật này. Em làm rõ hơn xin mời Lê Văn Thắng có biết không? Tôi thấy vai trò quyền lực nó quan trọng, nó tác động rất rõ. Anh Lê Văn Thắng ở đây không? Anh Thắng lần thứ nhất. Anh Lê Văn Thắng lần thứ hai. Anh bắn ở đây rồi, tích vào. Xong và lại chuồn chuồn ớt rồi. Trường thì xem lại thắng vắng, lại đăng nhập một tí thắng chuyển thành vắng. Vâng, đi trước. Vâng, thì chúng ta nhìn thấy rồi, ông cựu tổng thống Donald Trump tới này tranh cử tiếp nhiệm kỳ tới này đây. Bằng đâu? Và ông Kim Jong Un ở giữa, nên là tổng thống Hàn Quốc hôm nay nghỉ hưu rồi, không ạ, hết nhiệm kỳ vừa rồi. Đây là cuộc gặp liên triều, thượng đỉnh liên triều tổ chức Hà Nội, chúng ta biết rồi. Đây nhân vật đây thì chắc chắn biết rồi đúng không ạ? Đây là ông Tập Cận Bình, đúng không ạ? Ông Kim Jong Un, đúng không ạ? Hai ông quyền lực nhất hai đất nước Triều Tiên và Trung Quốc. Ông này Tập Cận Bình là tổng bí thư cả chủ tịch nước luôn, đúng không ạ? Nhất thể hóa chức danh, quyền lực kinh khủng luôn, đúng không ạ? Rồi chủ tịch Vương Đình Huệ chúng ta đã sang thăm và cũng gặp đồng chí Tập Cận Bình của chúng ta. Đây chúng ta thấy hai vợ chồng và gia đình ông Tập Cận Bình và ông Kim Ủ. Anh chị em biết hai người vợ của hai người quyền lực nhất thế giới đặc điểm chung là gì không? Anh chị biết không? Anh Nguyễn Đức Hoàng biết không? Hoàng vắng à? Toàn đăng nhập vào để đây rồi tôi lại tích lại. Chúng ta thấy ở đây hai người vợ của hai người quyền lực nhất đều xuất phát là đều là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, đều xinh đẹp, đúng không? Rồi chúng ta đi tiếp, chúng ta tìm hiểu liên quan cái về năng lực chủ thể của các chủ thể tham gia trong quan hệ phát hành chính thì đã được thiết lập rất rõ với các chủ thể của các cơ quan, rồi các tổ chức, các cá nhân, công dân, người Việt Nam và người nước ngoài. Thì vậy để thực hiện các trong cái nội dung về các quyền nghĩa vụ về quy phạm hành chính ở đây thì mà các chủ thể này yêu cầu phải có năng lực mà cụ thể năng lực chủ thể của cơ quan nhà nước phát sinh khi nó được thành lập mà chấm dứt, nghe thông qua thành lập khi mà thông qua quyết định và khi giải thể đó thì cũng phải qua quyết định để chấm dứt đó, là đây đều qua văn bản, đúng không ạ? Và lực này được pháp luật hành chính quy định phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan trong quản lý hành chính nhà nước, chúng ta thấy rất là rõ trong cái việc hoạt động với gắn chức năng nhiệm vụ về thanh tra chuyên ngành, sự hành chính, thanh tra chính phủ tham gia trong với chính phủ trong việc hoạt động xử lý các vấn đề vi phạm của các tổ chức cá nhân, đúng không ạ? Và các cái nhắc lại anh chị em đang có thể có được ở đây khi nó được thành lập qua một văn bản, đúng không ạ? Và cũng chấm dứt khi cơ quan đó bị giải thể qua một văn bản và nó chấm dứt hay là thay đổi hay là hình thành thì đấy gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đó. Và năng lực của chủ thể ở đây của cán bộ công chức thì tôi thấy phát sinh khi cá nhân đã được nhà nước giao nhiệm vụ một vụ ở một công vụ chức vụ trong bộ máy, đúng không, gắn với chức vụ nhiệm vụ quyền hạn được giao và chấm dứt khi không còn đảm nhận chức vụ đó nữa, đúng không? Tôi thấy có thể nghỉ hưu hoặc là vi phạm kỷ luật buộc thôi việc chẳng hạn, hay là giáng chức cách chức thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Thì ví dụ thấy khi ủy ban dân cấp thẩm quyền xử lý hành chính nhưng mà không phải ai có quyền giao thẩm quyền người đứng đầu chủ tịch phó chủ tịch ủy ban dân. Với phó chủ tịch thì khi được ủy quyền thôi. Đấy, thì chúng ta có văn bản ủy quyền trong việc thực hiện đó thì chúng thấy năng lực chủ thể ở đây trong một quan hệ phát hành chính nó được thực hiện được phát sinh khi mà được người đó được giao một nhiệm vụ công vụ và gắn một chức vụ, anh chị em nhé, cần hiểu như vậy, không phải ai được thực hiện.
và năng lực chủ thể của tổ chức thì phát sinh, chúng ta thấy khi nhà nước quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức đó, đó trong hoạt động của quản lý hành chính và chấm dứt khi không còn những quy định hoặc là tổ chức đó giải thể đấy, trong một quyết định, trong một văn bản đó, thì chúng ta hiểu năng lực chủ thể nó hình thành hoặc là chấm dứt để thông qua rất là rõ trong việc quy định của địa vị pháp lý qua văn bản. Và năng lực chủ thể của cá nhân thì chúng ta thấy được biểu hiện tổng thể trong pháp luật hành chính và trong các quy định của pháp luật được cho phép, hay là năng lực hành vi hành chính của cá nhân, của cán bộ công chức trong việc thực hiện được đảm bảo, những người đó được giao quyền, có chức vụ quyền hạn, không bị mất năng lực hành vi dân sự, đúng không? Họ là vi phạm trong việc mà đang bị xử lý kỷ luật hình sự, đúng không? Trong nội dung được thể hiện năng lực chủ thể của mình. Tiếp theo, ngoài năng lực chủ thể ra, trong quan hệ hành chính có năng lực pháp luật hành chính. Thì năng lực pháp luật đây chính là khả năng cá nhân được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hành chính nhất định do nhà nước quy định, đúng không ạ? Và năng lực pháp luật hành chính đây phụ thuộc vào những quy định của pháp luật, nên này sẽ thay đổi khi pháp luật thay đổi và có bị hạn chế trong một trường hợp nhất định. Nhưng ta hiểu đây là hành chính, đúng không ạ? Với khả năng cá nhân được hưởng các quyền được trao đó, và khi mà nó phụ hoàn toàn các cái quyết định được trao giao cho người này đảm nhiệm một công việc này thì có thẩm quyền xử lý, đúng không? Họ là bị hạn chế trong một lĩnh vực mà khi không được trao đấy, thì được nằm trong các nội dung trong các cái quyết định năng hành chính của cá nhân đấy, chúng ta thấy được thực hiện hay không thực hiện đấy, thì đấy, hoàn toàn nó phụ thuộc vào các quy định pháp luật, sự điều chỉnh, sự thay đổi đấy, chúng ta thấy đơn giản, chúng ta thấy ngay trong anh ở địa phương một hình thức chúng ta thấy rất là rõ. Trước đây thì chúng ta chưa thực hiện cái việc điều chuyển các công an chính quy từ huyện về làm trưởng công an xã, thì chúng ta thấy rất là rõ với những trưởng công an trước đây gọi là công chức theo luật 2008, nhưng với luật sửa đổi 2019 hiện nay thì chúng ta thấy rồi những trưởng công an đó thì mới gọi sĩ quan chứ không phải là công chức nữa, chúng ta thấy rất là rõ. Hay là trong đơn vị sự công lập trước đây với luật 2008 cán bộ công chức 2008, những người đứng đầu đơn vị sự công lập hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng đại học, những người đứng đầu đó thì hay là giám đốc các bệnh viện, giám đốc các trung tâm thì đều là công chức. Nhưng với luật sửa đổi 2019 họ điều chỉnh thì những người đó được gọi là viên chức quản lý chứ không phải là công chức đấy, nó thấy hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái điều chỉnh, sự thay đổi trong văn bản pháp luật, đúng không ạ? Và năng lực hành chính của cá nhân thì là khả năng cá nhân được nhà nước thừa nhận mà với khả năng đó có thể tự mình thực hiện các quyền pháp lý hành chính, đồng thời phải chịu những hậu quả pháp lý, thì được trao quyền thông qua quyết định bổ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được giao, cũng như trên cơ sở phải đáp ứng đầy đủ về năng lực hành vi dân sự, về các điều kiện về đảm bảo nhiệm vụ công việc đó, về năng lực hành vi dân sự, đúng không ạ? Liên quan đến các thực hiện các kiến thức, các kỹ năng, các kinh nghiệm chính là bằng cấp cảm nghiệm trong việc thực hiện công việc đó, họ được ban hành, được quy định, đúng không? Nhưng họ được hưởng những cái quyền, nhưng đồng thời nếu mà khi xảy ra các sai phạm thì hoàn toàn họ chịu những hậu quả pháp lý với các quy định hành chính họ ban hành đó. Thì năng hành chính đây của cá nhân được nhà nước thừa nhận, điều đó rất quan trọng, thông qua các quyết định được giao là phân công bổ nhiệm với khả năng của họ, đảm bảo về năng lực, về trình độ, về kiến thức, về hiểu biết và kinh nghiệm, họ thực hiện cái việc ban hành các quyết định và hoàn toàn họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định họ đưa ra. Đấy, thì chúng ta thấy hiểu về năng lực hành chính của cá nhân đấy là chúng ta thấy về năng lực của chủ thể, năng lực hành chính thì chúng ta thấy ở đây năng lực pháp luật đấy, thì chúng ta thấy ngoài ra ta thấy có khách thể của quan hệ pháp hành chính, thì khách thể ở đây được hiểu chính là các hoạt động tác động tới, hướng tới là ai, đúng không ạ? Và đấy là những mối quan hệ lợi ích của nhà nước hay quyền lợi ích chính đáng của tổ chức. Thì trong quan hệ hành chính thường là chúng ta thấy mang lợi ích rất rõ, làm sao đảm bảo trật tự xã hội, thì trong như cái việc mà chấp hành luật an toàn giao thông, bảo đảm về trật tự an toàn an thông giao thông, hay là trật tự về xã hội trong về ăn, về hôn nhân gia đình, hay là văn hóa thể thao du lịch chẳng hạn, thì nó được hiểu đấy chính hoạt động mà cũng hướng tới thông qua các phương pháp cách thức, qua đội ngũ của cán bộ công chức, thông qua bộ máy của nhà nước để thực hiện. Và đặc điểm của khách thể trong quan hệ pháp luật hành chính ở đây thì anh chị em nhìn thấy cái sự đa dạng hành vi, vì nó bao trùm rất nhiều lĩnh vực như thầy nhắc nhiều lần rồi, về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Và khách thể chung của quan hệ pháp luật hành chính là cái trật tự đấy, như nói trật tự và xã hội đều ổn định khi ban hành các quy định về xử phạt đấy, nó thấy như đối với an toàn giao thông về vượt đèn đỏ hoặc là đi ngược chiều hay là uống rượu bia đấy, bản chất chúng ta đảm bảo cái trật tự xã hội, đúng không ạ? Họ là lĩnh vực phát sinh quan hệ hành chính sẽ có những khách thể tương ứng với lĩnh vực đó trong từng phạm vi nội dung. Và nội dung của quan hệ pháp hành chính cũng nêu rất rõ đây là chính là quyền. Ta luôn nhớ khi nhắc về nội dung của quan hệ pháp hành chính là quyền nghĩa vụ của các bên khi tham gia pháp hành chính, hoàn toàn có được nhà nước bảo đảm các quyền của mình trong thực hiện, từ những người có thẩm quyền khi ban hành các quyết định thì họ phải chịu cả các những nghĩa vụ, rồi những tổ chức cá nhân khi tham gia vào quan hệ hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể cũng vậy, họ được đảm bảo
về quyền nhưng đồng thời cũng phải thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đấy, chúng ta thấy như họ với công dân quyền về sử dụng đất, được sử dụng khai thác làm đất phù hợp với quy định quy hoạch hay là giá trị đất của mình, nhưng họ có nghĩa vụ về tài chính đóng góp, đúng không, hay là sử dụng đúng mục đích về đất đai. Đấy, chúng ta thấy nó luôn luôn đi song hành giữa quyền nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật hành chính. Hay là chúng ta thấy về hôn nhân gia đình cũng vậy, khi mà thực hiện thủ tục kết hôn thì nam nữ chúng ta thấy đều phải, cả vợ cả chồng phải thể hiện thực hiện quyền nghĩa vụ của mình, có những quyền được đảm bảo hoàn toàn được tự do kết hôn, đúng không, đảm bảo không bị áp đặt chi phối, đúng không, mà quyền trong việc hoạt động khi mà cùng hai trở lên ta thấy là được pháp luật thừa nhận ấy, đảm bảo các quyền rồi sinh con cái, nuôi dạy con cái, đúng không ạ, chăm sóc nuôi dưỡng, nhưng mà cũng phải có nghĩa vụ của mình, bổn phận tôn trọng yêu thương, giúp đỡ nhau trong công việc cuộc sống, hay là nghĩa vụ về nuôi dưỡng cấp dưỡng con cái, thì ta thấy hoàn toàn trong từng lĩnh vực đấy ta thấy là chi phối rất là rõ trong quan hệ hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể là như vậy. Thì vậy ta thấy những cơ sở nào để làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính thì như thầy đã nhắc ở trên với anh chị em rồi đấy, chúng ta thấy nó xuất phát từ thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật, nó điều chỉnh cho cái việc là ta thấy một chủ thể này được thực hiện quyền này không được thực hiện này thay đổi. Bây giờ ai nào bay đâu vậy ạ? Nên Tuấn lưu ý nhá. Đây đi dạo phát đây ạ. Mời anh Tuấn cho ý kiến ạ. Anh nói chuyện thì rất to, không biết anh có phát biểu gì không? Nên anh Tuấn có đây không? Dạ vâng, em quên đổi một cái mic. Dạ vâng ạ. Vâng, anh lưu ý nhá. Vâng ạ, vâng em xin đưa đây ạ. Vâng. Không sao. Thì chúng ta thấy, như thầy vừa nhắc, cơ sở làm phát sinh và thay đổi chấm dứt, nó xuất phát đầu tiên, nó phải các quy phạm pháp luật nó cho phép được thực hiện hay không thực hiện, đúng không? Và cho cái việc đó hình thành hay là chấm dứt rất là rõ ở đây. Rồi những sự kiện pháp lý hành chính, những cái việc sát nhập giải thể, đúng không ạ? Thay đổi cơ cấu tổ chức, nó thấy ngay giờ sát nhập các xã phường thị trấn ở cái địa phương đấy, thì chúng ta thấy thay đổi rất là rõ các sự kiện pháp lý và các quan hệ, rồi năng lực chủ thể của các cơ quan đó trong của các cá nhân mà cho thấy được thực hiện phụ thuộc vào vị trí chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức hay về chức vụ của cá nhân đó trong việc thực hiện quyền hạn của mình. Thì chúng ta thấy những cái thay đổi trong thời gian vừa qua với cái thị trường bất động sản có nhiều thay đổi các thủ tục, như chúng ta mong muốn là đánh thuế và bất động với những người mà có tài sản, sở hữu tài sản thứ hai trở lên đấy, những câu chuyện đặt ra. Thì vậy những quy định như thế nào, các thủ tục làm sao nó phù hợp ở đây, nó sao vẫn để kích cầu với thị trường bất động sản nhưng mà không làm hạn chế, đúng không? Ta thấy trong cái việc mua bán hoặc là cũng làm gia tăng các cái tình trạng mà ta thấy là những cái sở hữu ảo, đúng không ạ? Rất là nhiều các vấn đề đặt ra, đúng không ạ, trong cái việc đánh thuế đấy, thì yêu cầu mong muốn làm sao là những cái sự xung đột trong cái lợi ích, đúng không ạ? Rồi thị trường ô tô cũng vậy, chúng ta rất là mong muốn các cái thị trường sản phẩm nội địa, chúng ta có VinFast thấy cũng cố gắng ra IPO ngoài thị trường thế giới, rồi cũng có các sản phẩm nội địa hóa từ thời mà Vinasuki, Xuân Kiên rồi cũng không thành công. Vì vậy những quy định ở đây sao tạo điều kiện nhất cho các doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân phát huy được thì điều này rất là quan trọng, các thông qua các chính sách, các thủ tục nó phù hợp. Thì đã bàn thảo rất là nhiều hàng loạt trước đây từ thời ông Trần Tuấn Anh là Bộ trưởng Công Thương, đúng không, bây giờ ông đã nghỉ rồi bây giờ hàng loạt những cái vấn đề đề cập tới trong cái việc sở hữu ô tô hoặc là xe máy, các quy trình thủ tục, điều kiện kinh doanh các cái sản phẩm đấy, thì chúng ta đặt ra ta hô hào là chúng ta đấy là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp là cho mình thực hiện, nhưng dưới đó thì cũng đặt ra rất nhiều các cái quy định làm hạn chế, trên thì giải thảm đỏ, dưới thì giải đinh, thì nó gây khó khăn rất là nhiều các giấy phép con trong việc thực hiện, thì những vấn đề rất là nhức nhối chúng ta thấy, đúng không, trong mà cần giải quyết và chúng ta đang giải quyết. Như vậy thì chúng ta thấy thực hiện cái phạm vi quản lý như nào, rồi vấn đề từ thiện mà chúng ta quan tâm trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên cái này nó vừa rồi cũng đã được điều chỉnh, thay đổi ồn ào giữa liên quan chỗ ca sĩ Thủy Tiên, rồi liên quan cái nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, thì chúng ta thấy câu chuyện xôn xao về làm từ thiện, thì chúng ta phải điều chỉnh trong cái quy định pháp luật hiện nay. Chúng ta thấy từ trong nội dung của nghị định số 8 trước đây và vừa rồi sửa đổi trong nghị định 15, chúng ta thấy rất là rõ cần cái sự thay đổi điều chỉnh nó phù hợp hơn, làm sao để những người từ thiện, đặc biệt những người nổi tiếng nghệ sĩ này họ thực hiện đúng các quy định pháp luật và tránh họ có, nếu mà có cái hành vi mà vi phạm đấy, nó thấy ngay chuyện của Hải Linh, nếu mà dư luận không xôn xao thì ta thấy là
ủng hộ tới 6-7 tháng rồi mà nghệ sĩ không sử dụng đồng tiền đó, đúng không, để trao cho người dân. Qua cái phản ánh dư luận xã hội chúng ta thấy là lúc đó đồng chí mới sao kê và thực hiện việc đó, hàng loạt những nghệ sĩ khác chúng ta thấy. Thì nếu mà các quy định chủ này nó không được đảm bảo đấy, nó vô tình chúng ta đấy tạo ra những các khe hở mà họ đầu tiên họ không chú ý vi phạm đâu, nhưng sau đấy nó thấy nó dễ dàng quá thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra những hành vi của các cá nhân tổ chức này, đúng không ạ? Rồi liên quan về trốn thuế cũng vậy thôi, của các tổ chức doanh nghiệp thì ta nhìn nhận thấy được cái vai trò của các quy định chế tài trong cái thủ tục hành chính, đúng không ạ, giúp cho ngăn chặn những hành vi vi phạm đấy được. Nhưng mà vạm quá nó sẽ ngưỡng đến cái việc mà vi phạm hình sự đấy. Nếu mà quy định chúng ta chặt chẽ về hành chính, đúng không ạ, mà đâu đó chúng ta không phát huy được những người có lòng tốt thật sự, đúng không, họ mong muốn trong cái việc mà phát tâm ủng hộ những người khó khăn, vì chúng ta còn rất nhiều người khó khăn ốm đau bệnh tật đấy. Đầu mà thầy đã chiếu chị em về các cái website mà của tôi thực hiện đấy, có về đào tạo học tập để ôn thi công chức, cán bộ công chức, đúng không? Nhưng mà đó thì tôi cũng đã thiết lập cái quỹ từ thiện vì cộng đồng, và cái thực này quỹ này được thành lập từ 20 năm cho tôi làm chủ tịch. Thì hàng tháng hiện nay thì tôi cùng anh chị em cán bộ công chức rồi anh em doanh nghiệp, doanh nhân và cũng như sinh viên tham gia hoạt động từ thiện. Hàng tháng thì chúng tôi định kỳ phát cơm, phát cháo, phát bánh ở các bệnh viện. Như tháng này sắp tới là cuối tháng thì chúng tôi thực hiện phát 250 suất cơm bệnh viện thành nhà. Để đánh mọi cái việc ủng hộ là tôi anh chị em có thể tham khảo vào website quỹ từ thiện vì cộng đồng .vn. Tôi update hàng ngày những người nhà hảo tâm ủng hộ. Đấy, khi chúng ta công khai rõ ràng và đứng đại diện một tổ chức và những người đứng đầu nó họ có tâm thực hiện các công việc đó, thì chúng ta thấy là các quy định đó làm phát huy, đúng không? Những người mà có lòng hảo tâm giúp đỡ những người khác đấy, thì nó từ thiện nó đi đúng ý nghĩa mục đích, đúng không? Còn không thì họ sẽ dẫn tới lạm dụng, lợi dụng, ảnh hưởng. Thì qua cái việc này thì nó cũng bây giờ nó giảm sức nóng rồi, nhưng mà chúng ta cần muốn quan tâm qua sự kiện như vậy thì mong anh chị em ta cùng nhau trao đổi thảo luận. Thì trong năm vừa qua ta thấy người xôn xao được làm từ thiện rồi, những nghi ngờ về vừa chưa minh bạch về việc làm từ thiện của các nghệ sĩ, đây là những người nổi tiếng KOL, thì theo anh chị trách nhiệm của nhà nước trong vụ việc này là gì và cần xử lý vụ việc này như thế nào? Thì xin mời anh chị em cho ý kiến, chúng ta trong cùng nhau thảo luận trong khoảng 13 phút, bây giờ là 10 giờ 17 phút, thì anh chị em dành 13 phút thảo luận với nhau, sau đó thì thầy sẽ gọi thêm danh sách của anh chị em nhé, chúng ta cho những quan điểm cá nhân của mình. Đấy, và những anh chị nào có ý kiến tốt thì tôi sẽ lấy làm điểm điều kiện nhé, trong cái bài nội dung thảo luận này. Anh chị em rõ chưa? Mọi người nghe rõ chưa? Vâng, xin mời anh chị em chúng ta và anh chị em thực hiện bài tập này nhé. Xin mời anh chị em.
một phút nữa anh chị em quay trở lại để chúng ta thảo luận về câu hỏi mà thầy đã lên trên màn hình này. Vâng, đã hết giờ thảo luận, xin mời em đã quay trở lại để cùng thầy chúng ta cùng nhau thảo đưa ra những ý kiến quan điểm với câu hỏi thảo luận mà thầy đã đưa trên màn hình này chị em. Anh chị em đã xong chưa? Đã xong rồi ạ. Vâng, thế xin mời chị Luyến đi ạ, cho ý kiến chỉ đạo. Em thầy, theo em thì là trong trách nhiệm quản lý nhà nước trong vụ việc vừa rồi thì em có một số ý kiến đây cá nhân em ạ. Rồi, đúng rồi, quan điểm cá nhân thôi mà. Vâng, thứ nhất là nhà nước cần tăng cường quản lý về các nguồn tiền mà làm từ thiện, hoặc cũng có thể là có một cái thông qua một tổ chức từ thiện nào đó để có thể minh bạch được cái nguồn dòng tiền ạ. Và phải tổ chức thường xuyên là kiểm tra có những cái đoàn thành lập ra, những gọi là đoàn hoặc là tổ chức một đoàn nội nào đó để có thể làm thường xuyên kiểm tra, và có thể những nhà từ thiện đấy có thể có sự công khai về tài chính và các nguồn tiền. Ý kiến của em. Vâng, cái thứ ba nữa là theo em thì là cái về cái nguồn tiền này, nó các nghệ sĩ là thường có mắc phải cái những vụ lùm xùm này, đa số là vì nó vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý nguồn tiền, không có nghĩa là không quản lý được chặt chẽ cái nguồn tiền đến, nên khi mà nó xảy ra những cái vấn đề này thì là nó thiếu hụt trong việc, đa số là nó thiếu hụt về cái phần là kiểm tra giám sát thường xuyên và liên tục ạ. Nên là theo em thì là có một vài ý kiến như thế thôi ạ. Vâng, cảm ơn chị Luyến đưa ra quan điểm của mình. Chị Luyến có thể giới thiệu về bản thân được không? Dạ, em là Đồng Luyến ạ. Em hiện nay đang hoạt động bán chuyên trách ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi ạ. Vâng. Em làm về phụ nữ ạ. Vâng, chị thấy công việc của mình như thế nào? Thấy có... Em cảm thấy là rất vui ạ, vì có thể làm công việc này ạ. Dù lương không có mấy đúng không, quyền không có nhiều đúng không, nên là em là người rất là tận tâm với công việc, yêu mến công việc, say mê công việc đấy, đúng không? Dạ, em cảm thấy nó cũng có những niềm vui trong công việc đấy, nên em có thể liệt kê một số niềm vui mà em thấy được khi làm công tác đó không? Niềm vui của em là gì cụ thể được không? Dạ, thứ nhất là em có thể giao lưu được với cả mọi người và có thể học hỏi được những cái cô chú đi trước là về đầu tiên là về đối nhân xử thế, cái thứ hai nữa là về cách ứng xử ạ. Bởi vì là và cái nữa là về em cũng học hỏi được các thầy cô và các anh chị về cách xử lý các tình huống trong công việc, nên là khi mà mình gặp với những cái tình huống mà không biết cách giải quyết thì cũng có thể là hỏi để các thầy cô anh cô chú là tư vấn cho để có thể hoàn thiện hơn. Rồi. Còn gì nữa, niềm vui gì nữa không? Hết chưa? Em niềm vui thứ hai là về gia đình thôi ạ. Gia đình có niềm vui gì? Vâng. Vâng, thứ hai thì chăm sóc các cháu học hành. Về nhìn thấy các cháu ngoan ngoãn nên là em cũng cảm thấy đấy là cũng là một niềm vui nho nhỏ của gia đình ạ. Em được mấy cháu rồi? Tại em có 2 cháu ạ. Chắc cả. Nhưng mà lại toàn trai đấy ạ. Nghe giọng này đấy thầy định nói là giọng này giọng dễ trai. Vâng. Thế là con cái lộc trời. Chúc mừng em, một người phụ nữ đảm được nước giỏi việc nhà đấy, đúng không? Rất là dù công việc em biết cái bán chuyên trách của em thì cái chế độ nó không được nhiều, quyền lợi nó không được nhiều, nhưng em vẫn say mê yêu thích
vẫn hạnh phúc với công việc, biết tạo niềm vui cho mình, nhìn ra niềm vui, nhận biết niềm vui rất là quan trọng, đúng không? Thì thấy hy vọng với người em còn trẻ và rất nhiều cơ hội. Trước mắt thì chúng ta cứ là bán chuyên trách, thì sau này những lãnh đạo của mình thì họ cũng phải lên chức vụ mới, hoặc là nghỉ hưu, hoặc họ chết rồi cũng đến được em thôi. Quan trọng mình kiên trì chờ đợi, đúng không? Rồi sẽ đến được mình nhá. Em quan trọng mình như em nói, em tích lũy kiến thức kinh nghiệm, học hỏi để biết cúi đầu xuống, mình hỏi những người xung quanh, những đồng nghiệp, những sếp, đặc biệt những người sếp của mình, họ chính là những người thầy, những người đi trước đấy, hướng dẫn chúng ta học tập các nghiệp vụ rồi các kỹ năng lãnh đạo quản lý rất là quan trọng. Nghe em chia sẻ với gia đình như vậy, mình yêu mến gia đình như vậy là rất là chỗ tựa vững chắc cho công việc của mình. Người phụ nữ thì thầy nghĩ không cần quá thăng tiến mạnh về về sự nghiệp lắm đâu. Đấy, quan trọng là hậu phương vững chắc cho chồng của mình, đúng không? Làm sao mà động viên khích lệ chồng mình cật lực kiếm tiền mang về cho mình là được. Đấy, cứ mang tiền về cho vợ là được rồi nhá. Thì thầy nghĩ chắc nghe giọng em này chắc em làm được việc đó, đúng không? Em cảm ơn thầy ạ. Chúc em thành công nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn bạn Luyến đã chia sẻ trong quan điểm. Thứ nhất là bạn ấy liên quan về cái việc đề cập tới làm sao để quản lý hiệu quả nhà nước về các cái dòng tiền, đặc biệt với các nghệ sĩ. Chúng ta thấy tính nghệ sĩ người ta cũng phiêu linh lắm. Nhiều khi chúng ta đấy vừa rồi thì qua đồng kiểm tra họ giả soát lại thì cũng không hẳn là họ lạm vào cái quyền này đâu. Thậm chí họ dùng cả tiền cá nhân của họ, nhưng mà do họ chưa chuyên nghiệp, họ gửi lên qua cả tài khoản cá nhân của họ, nên nhiều khi là họ cũng sao kê ra nhiều khi cũng chưa đúng đâu. Nếu có sai phạm thì thấy từ Trấn Thành hay là Quỷ Tiên thì chắc chắn nhà nước xử lý rồi. Còn chỉ trường hợp chỗ anh nghệ sĩ Hoài Linh thì liên quan chậm thôi, chậm giải ngân thôi. Đó thì chúng ta nhìn thấy là như vậy. Thì cảm ơn bạn Luyến. Cái vai trò kiểm tra, thanh tra rất là quan trọng của các tổ chức cá nhân, rồi hoạt động chính các nghệ sĩ để mong muốn làm từ thiện thì nên có một tổ chức mà làm sao nó rõ ràng, minh bạch, các tài khoản công khai, tách bạch giữa tiền của cá nhân và tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm. Cảm ơn bạn Luyến. Xin mời ý kiến tiếp theo của anh chị em khác. Anh Trần Văn Hùng có đây không ạ? Anh Trần Văn Hùng. Đấy, chị Luyến là một trong những điểm ưu tiên trong điểm điều kiện rồi. Đồng chí Luyến. Mời anh Trần Văn Hùng có đây không ạ? Anh Hùng vắng ạ. Tiếp theo mời anh Tạ Văn Thông có đây không ạ? Anh Tạ Văn Thông có đây không? Vắng. Thầy em bổ sung một tí được không? Vâng, nhưng mà anh cho hai tí luôn. Vâng. Mà vâng, theo em thì nhà nước cần bổ sung thêm là có những cái chính sách nó phù hợp với cái việc là từ thiện này. Thì theo em thì nó nhiều lo xảy ra việc này, chính sách của Việt Nam nó chính sách pháp luật của Việt Nam nó chưa phù hợp, chưa có nghĩa là chưa thực tế, chưa thực tế là liên quan đến cái việc từ thiện của các nghệ sĩ nhẹ, không có cái cơ chế mà chính sách để giải quyết ấy. Thế nên là nó dẫn đến là việc là dư luận là đưa ra với lại các nghệ sĩ là có thể là chưa nắm được hết các quy định về pháp luật trong quá trình mà thực hiện việc từ thiện này. Vâng. Anh có ý kiến thêm gì nữa không? Ý kiến của em là bổ sung thêm thế thôi. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Phạm Ngọc Bắc. Đấy, về chính sách rất là quan trọng trong hội đồng quản lý, và cái tuyên truyền thực ra là cái liên quan đến kiến thức pháp luật cho những nghệ sĩ này rất là quan trọng, đúng không ạ? Nhiều khi họ cũng làm từ tâm thôi. Tuy nhiên tôi nói ở đây thì cũng có thể một số nghệ sĩ họ lợi dụng hình ảnh. Tuy nhiên thực sự để làm từ thiện thì đâu đó họ phải có những hình ảnh nổi tiếng thì họ có kêu gọi các fan hâm mộ, những người ủng hộ. Nhưng về cơ bản tôi nghĩ khi làm từ thiện đó thì họ đã phát tâm cũng là tốt lắm rồi, công sức thời gian tiền bạc cử đặt vào chúng ta xem mất nhiều thời gian là chi phối ảnh hưởng. Còn nếu như ai làm sai thì chắc chắn là pháp luật xử lý. Nhưng anh Bắc cũng đề cập cái việc mà đúng là chúng ta cần phải tuyên truyền để họ hiểu được các quy định hiện nay, thì sau đó thì chúng ta đã làm tốt việc này trong thời gian hiện nay, trước đó chúng ta chưa làm tốt việc đó. Cảm ơn anh Bắc có thể giới thiệu bản thân được không? Vâng, thưa thầy là em thì cũng làm đảm nhiệm về bán chính sách bên quân sự ạ. À dạ vâng. Vâng. Em thì hiện tại thì em đang công tác tại ủy ban xã Đông Động, Đông Hưng.
và ở bên Đông Hưng và quê hương của và Đông Hưng tôi cũng đã về rồi. Và công việc có vất vả lắm không anh? Dạ, công việc của em thì cũng bình thường thôi. Vâng. Một năm thì thường là có 3 giai đoạn. Và tuyển quân cuối năm, cái này đầu năm là huấn luyện dân quân và đăng ký nghĩa vụ cho thanh niên tuổi 17. Vâng. Thấy còn ngoài ra thì dạ, còn ngoài ra thì tuyển khoảng là phụ trợ các ấy khác, các ví dụ như nữ này là tự nhiên có công việc gì bọn em cũng phải tham gia. Vâng, tốt, mình hỗ trợ các tổ chức ở địa phương hoàn tất nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Là tôi đánh giá rất cao liên quan đến anh chị em cán bộ công chức ở địa phương, đặc biệt là anh chị em cán bộ chuyên trách. Thì thực ra chúng ta về cái chế độ thì vừa rồi cũng đã cải thiện nhiều, nhưng mà thực tế so với sự nỗ lực công việc của anh chị em thì cũng chưa nhiều lắm. Nhiều lần tôi cũng tham khảo, tham dự các hội thảo đấy cũng đã có nhiều ý kiến cần quan tâm hơn nữa với cán bộ ở địa phương, trong đó cán bộ không chuyên trách. Thì qua chia sẻ anh chị em thấy mình rất là yêu mê, đam mê công việc, điều đấy là rất cần thiết. Chúng ta cứ tin tưởng rằng sắp tới thì họ bộ nội vụ cụ thể họ sẽ trình chính phủ làm sao có những chế độ về tiền lương nó tốt hơn cho anh chị em. Chúng ta đầu tiên là phục vụ các công việc địa phương mình, chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và chúng ta luôn hy vọng thời gian tới khi mà nhà nước về ngân sách, chúng ta thấy rồi cái tiền lương là xuất phát từ ngân sách nhà nước. Thì nó sẽ phân bổ nó phù hợp hơn, quan tâm hơn với anh chị em cán bộ không chuyên trách. Rồi sau nữa đó là một đạp bàn đạp, nếu chúng ta nhìn xa trước mắt thì chúng ta có thể chế độ hay là vị trí nó chưa tốt, nhưng mà thời gian sau thì nhắc nữa lên cả chú chỉ luyến ấy, vì các lãnh đạo của chúng ta họ còn phát triển hơn nữa, hoặc là đến tuổi họ nghỉ hưu hoặc mất thì đến được chúng ta thôi. Nếu chúng ta không tham dự một tổ chức, chúng ta tham gia vào đó đóng góp, là đặc biệt ta vào đó được trải nghiệm. Chúng ta làm các công việc, các sẽ được quen với môi trường trong cơ quan nhà nước, thì chúng ta sẽ thuận lợi con đường phát triển sau này. Thì hy vọng anh Bắc chúng ta kiên trì cái công việc chúng ta đảm nhiệm nhá. Mình còn trẻ, cứ cố gắng hết sức có thể. Đầu tiên mình cứ nghĩ làm cho dân, cho nước, cho địa phương, người dân của mình những cái gì tốt nhất có thể, được không ạ? Vâng, cảm ơn anh Phạm Ngọc Bắc. Mời chị tiếp theo, anh Bắc chúng trình đến ở cộng điểm trong điểm ưu tiên sắp tới, điểm điều kiện cũng như là điểm kiểm tra. Rất mong anh chị em tích cực tham gia. Quan điểm tôi cơ chế là rất rõ ràng, những người có làm có hưởng. Và xin mời chị Phạm Thị Hồng ở đây không ạ? Chị Hồng có đây không? Em có thầy ạ. Mời chị cho ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Thưa thầy thì qua câu hỏi thảo luận của thầy về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc này, thì cũng như quan điểm của hai anh chị trên về cái việc từ thiện, thì theo em thì cái công tác nhân đạo từ thiện thì cũng là thuộc vào cái những ảnh hưởng của các nghệ sĩ trong việc mà huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ những cái ví dụ như vụ việc vừa qua là miền Trung, hay là các vụ việc như kiểu là bão đấy. Thì cái việc mà nâng cao cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc là tăng cường cái việc quản lý và giám sát những cái hoạt động của ví dụ như thông qua các tổ chức như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hay là các hội chữ thập đỏ, để mà có thể thông các tổ chức đấy thì có cái quyền quản lý nhất định ấy, trong cái việc mà làm các hoạt động từ thiện và từ thiện và nhân đạo, thì cái tính minh bạch trong cái việc mà xử lý các nguồn tiền, trong cái việc mà sử dụng để cho đối tượng mà được thụ hưởng những cái tấm lòng nhân đạo từ thiện của tất cả những người dân, hoặc là những tấm lòng hảo tâm để đến được với thực tế những cái người mà người ta đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, và đang gặp phải do bão hoặc là do những cái thiên nhiên hoặc là những cái dịch bệnh gây ra. Thế thì cái việc mà nâng cao cái nhận thức trong cái việc tuyên truyền về những cái cơ quan tổ chức mà đứng ra trong cái việc mà từ thiện nhân đạo ấy, thì cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm và tuyên truyền nhiều hơn nữa. Và qua cái vụ việc từ thiện và nhân đạo trên đấy, thì theo em thì cái trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước thì chúng ta sẽ cần thực hiện tốt hơn nữa trong cái công tác là quản lý. Ở đây thì có thể hiểu là ví dụ như những cái hoạt động mà của các ngoài cái việc các nghệ sĩ làm nhân đạo từ thiện ra, thì có thể có những cái tổ chức cá nhân mà được nhà lý cho được cơ quan quản lý nhà nước cho phép
thì cái việc công khai minh bạch ạ. Rồi. Cái việc này thì ví dụ như ở một địa phương cơ quan đơn vị của chúng em khi mà phát động cái vụ việc ủng hộ cái miền Trung lũ lụt vừa qua đấy, thì cái việc mà chúng em thường xuyên đăng tải lên những cái thông tin các cơ quan, các tổ chức ủng hộ với những cái số tiền và những cái hiện vật thì chúng em được công khai trên cái trang fanpage của địa phương và người ta thấy được là cái vụ việc này cũng đã được chúng em chuyển đến Hội Chữ Thập Đỏ của huyện, và qua cái việc đấy thì chúng em sẽ chuyển những cái phần quà của những người dân của địa phương và các cơ quan người ta ủy thác cho mình để chuyển những cái tấm lòng đấy thì cũng công khai minh bạch. Và chính vì vậy thì qua cái việc thanh tra kiểm tra cái những cái vụ việc sự của miền Trung vừa qua thì đối với địa phương em thì cũng được đánh giá rất là cao ạ. Rồi, rất là cảm ơn chia sẻ của em. Nó rất thực tiễn đấy, như em đề cập tới đúng là phải phát huy cái vai trò của các tổ chức của địa phương. Ta thấy là các tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt trận Tổ quốc. Tại sao một thời gian vừa qua, tại sao người dân hoặc những người mà nó xung ủng hộ đấy, họ đâu đó cũng nói thật là họ mất niềm tin vào những tổ chức này. Thì như em nói, thực ra như địa phương em đã làm được, chúng ta phải tạo niềm tin cho người dân tin tưởng vào các tổ chức này, họ đóng góp vào đó. Và chúng ta phải qua đó, chúng ta phải công khai minh bạch các cái khoản đúng không, ủng hộ này. Thì chúng ta thấy sự lan tỏa mà khi mà tin tưởng vào rồi ấy, thì chúng ta thấy sẽ thuận lợi, sẽ bớt đi các cái cá nhân mà dĩ nhiên là những người nổi tiếng thì họ vẫn huy động, vẫn sẽ có đại diện tổ chức, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái nguồn tiền nó sẽ được kiểm soát nó tốt hơn. Rất cảm ơn ý kiến của bạn Hồng. Bạn Hồng có thể chia sẻ về cá nhân được không? Dạ vâng, em xin được chào thầy và các đồng chí học viên trong lớp. Thì em là tên là Phạm Thị Hồng, em là công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ạ. Và chức vụ hiện nay của em đang đảm nhiệm là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Và địa phương em thì cũng đang là một địa phương trong cái diện sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Thái Bình ạ. Sắp xếp thành hai xã, xã thành xã gì? Ba xã luôn được. Lớn. Thế em thấy là cái việc sáp nhập này nó có phù hợp không? Về quy mô dân số chúng ta đang tính này, rồi diện tích, rồi xem xét về yếu tố văn hóa lịch sử chưa? Nó phù hợp không? Đánh giá cái khách quan cho ý kiến quan điểm của mình thôi. Dạ vâng, em báo cáo thầy thì theo em cái việc chúng ta nói về cái chủ trương chung trong cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì nó là cái quy mô về dân số, quy mô về diện tích cũng như là tất cả những cái đặc điểm về vị trí địa lý cũng như là cái tính chất về cái ý của các địa phương, thì cái việc sắp xếp này thì em thấy cũng là phù hợp với lại cái xu thế hiện nay trong cái việc mà khi mà chúng ta tổ chức sắp nhập vậy thì những cái ưu thế mà chúng ta nhận được trong cái việc sắp xếp. Tuy nhiên thì ở đây thì đang là tinh giảm, đúng không ạ? Tinh giảm về cái việc là công tác cán bộ, và trong cái việc này thì đối với cơ quan quản lý nhà nước khi mà đưa ra cái vấn đề sắp nhập này thì cũng đã nghiên cứu rất là nhiều về những cái xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Thì em thấy cá nhân em thì em cho rằng là cái việc sắp xếp này nó khá là phù hợp ạ. Rồi, cảm ơn bạn Hồng vì đã cho quan điểm đây. Thì ra đấy cũng là tính từ sát nhập, họ đưa ra các tiêu chí và dĩ nhiên họ cũng phải khảo sát và xin ý kiến các bộ ngành địa phương. Nhưng mà chúng ta phải tính tới ở đây các yếu tố về lịch sử văn hóa nó phù hợp. Chủ trương chúng ta là tinh giảm biên chế, sắp xếp bộ máy, nhưng mà chúng ta đừng theo hướng cơ học ở đây. Làm sao quan trọng nhất vấn đề sau sắp xếp thì tôi vẫn mong muốn là cái việc hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng cơ chế trả lương phù hợp cho những người mà đóng góp trong hoạt động cái kết quả làm việc. Còn chúng ta nếu mà tinh giảm nó không phù hợp, sắp xếp mà không phù hợp nó tạo sự biến động đây về con người, về tổ chức. Một thời gian ta thấy là chính quyền là cơ sở tiếp xúc với người dân nhiều nhất, chúng ta thấy tất cả vấn đề chị em là cấp xã, phường, thị trấn là đấy, trực tiếp giải quyết người dân. Còn các trung gian như tỉnh, huyện chúng ta thấy nhiều khi là chúng ta thấy là khi để tới được rất là xa xôi, thì cái câu chuyện đây tính hiệu quả trong giải quyết công việc thì tôi nghĩ là quan tâm hơn. Tuy nhiên là chủ trương thực hiện chúng ta cần, trước mắt thì chúng ta cần phải làm, và sau đấy chắc cũng phải đúc rút kinh nghiệm nó phù hợp, nên là tôi không bàn sâu nữa ở đây. Rất là cảm ơn ý kiến chị Hồng, nghe giọng chị rất là hay, truyền cảm này là công tác dân vận hay là công tác tuyên giáo rất là tốt, chúc chị luôn thành công trong công việc và cuộc sống nhé. Dạ, em cảm ơn thầy và cảm ơn các đồng chí học viên ạ. Rồi, xin cảm ơn em. Rồi, xin mời các ý kiến khác. Chị Hồng cũng là một thành viên thứ ba được cộng điểm trong cái buổi thảo luận hôm nay. Xin mời chị em tiếp theo. Xin mời ý kiến ạ. Và xin mời anh. Các cái bày tỏ quan điểm mình và mời anh. Rồi thì em có một ý kiến nhỏ nữa. Vâng. Là anh Nguyễn Huy Hoàn. Là những người làm từ thiện thì người ta sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đấy. Đúng rồi. Vì em thì em sẽ thấy là đôi lúc mà thì cái số
tiền những vật đồ vật người ta kêu gọi ủng hộ cũng thấy nhiều lúc sẽ là sẽ lớn hơn so với các cơ quan tổ chức nhà nước cũng nên kêu gọi. Thì em thấy các cơ quan tổ chức nhà nước nên có cái cơ chế để hỗ trợ các nghệ sĩ hoặc là đồng hành với nghệ sĩ đấy, thì sẽ giúp họ làm tham gia cái từ thiện tốt hơn. Và cái lực họ huy động được thì sẽ được phân bổ đúng người đúng chỗ đúng lúc này ạ. Đấy, em thấy hết ý kiến ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Huy Hoàn đúng không ạ? Anh có thể giới thiệu qua bản thân mình được không? Thưa thầy các bạn, em là em tên là Hoàng, thì em đang là bí thư đoàn thanh niên của xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm ạ. Rồi em đoàn vừa qua rồi tháng kỷ niệm tháng thanh niên, có những hoạt động nào mà em thấy ấn tượng và ý nghĩa không với vị trí vai trò của mình? Thưa thầy, báo cáo thầy là sáng nay thì em có một buổi ra quân vệ sinh môi trường. Tuyến đường cũng hơi lớn, em đi làm từ 7 giờ nên là cũng vào lớp muộn, mong thầy thông cảm. Không, tôi đang nói lại cái ý nghĩa của công việc của anh ấy. Của anh ấy. Đấy, thì bọn em thì đa số là hoạt động toàn những hoạt động quốc tế, đi làm vệ sinh môi trường này, đi làm từ thiện. Ý nghĩa mà, thực ra cuộc sống phải cần những con người như thế, là sứ mệnh chứ. Bọn em thì là thanh niên thì đâu cũng xung phong khó phải có thanh niên chứ. Từ gì khó để có thanh niên. Bọn em đoàn thanh niên là cánh tay phải của đảng ấy, anh nhớ là như thế nhé. Của em cũng tuổi trẻ thanh niên, có gì công hiến được thì em công hiến cho tuổi trẻ luôn. Tuổi trẻ tài cao thì mình phải cố gắng. Và tất cả em thấy trong quy hoạch ấy, bao giờ bên đảng bao giờ rất là quy hoạch tất cả các chức vụ, bao giờ có đoàn thanh niên bao giờ ưu tiên và công tác lãnh đạo điều hành. Chúng ta thấy cái việc mình sẵn sàng cho đi điều đấy rất quan trọng, là tinh thần phục vụ đấy cho thực thi công vụ của mình, thì đấy cũng là một lợi thế mình phát huy, đúng không ạ? Hãy làm một tuổi trẻ mình hãy tạo ra những dấu ấn tốt, đúng không? Ý nghĩa cho đời cho người thông qua hoạt động tình nguyện tuổi trẻ, em thấy là đẹp nhất đấy, đúng không? Đầy năng lượng, tràn đầy sức sống nhá. Nên là đừng phí tuổi trẻ như thầy giờ già rồi nghĩ rằng đấy là muốn bao nhiêu tiền quay lại cái tuổi 20 thì không được nữa đâu, đúng không? Trần nhá, hãy phát huy làm những việc tốt nhất, đúng không, cho địa phương mình. Hãy làm sao giáo dục thanh thiếu niên hiện nay về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, cái điều đó rất quan trọng. Đấy, hiện tượng mà em thấy giờ phai nhạt lý tưởng rất là nhiều, cuộc sống không có mục đích, đấy là chúng ta cần phải quan tâm. Quên lịch sử cha ông, đấy, nhiều khi cũng thấy bây giờ, đặc biệt sự lan truyền về không gian mạng hiện nay trên YouTube, trên TikTok, có những cái người TikToker họ không quan tâm, họ nói xấu về đảng, nhà nước, hoặc là các những anh hùng cách mạng, chúng ta phải giáo dục truyền thống, cần chấn chỉnh ngay những hành vi đó, nó ngấm vào, đi sâu vào những giới trẻ như vậy là rất là nguy hiểm. Đấy, họ, giới trẻ mà vô ơn với lịch sử, với quá khứ, đúng không? Bắn tương xuống vào quá khứ để tới nhận lấy bác ở tương lai, thì cái vai trò đoàn thanh niên ngoài các hoạt động phong trào như em đã nêu thì thầy nghĩ cái quan tâm hơn nữa là tới là về cái giáo dục lý tưởng cách mạng về lịch sử ở trong với không gian mạng cái thời 4.0 hiện nay thì rất là quan trọng. Đấy, giới trẻ dễ bị dao động, đúng không? Thì trách nhiệm của các em rất là lớn, đúng không? Gần gũi với các em mà chúng ta chia sẻ làm sao để các em nó hiểu được về lịch sử cha ông của chúng ta, về vai trò lãnh đạo của đảng. Đấy, của những người lãnh đạo đất nước hiện nay. Đấy, rất là vất vả, đúng không? Họ hy sinh rất là nhiều, đúng không ạ? Chắc là thầy tin em làm được ấy nhỉ? Làm được không? Vâng, em có làm được thầy ạ. Nhá, đấy, giáo dục lý tưởng cách mạng, học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhá. Một người đấy dành cả cuộc đời cho nước, cho dân, đúng không ạ? Anh sống một lý tưởng vô vị lợi như vậy mà chúng ta thấy đóng góp cho quê hương đất nước mình ấy, thì điều đó là rất là xứng đáng, đúng không ạ? Dạ. Hoàn có lập gia đình chưa? Em thấy em lập gia đình rồi, em mới cháu rồi, hai cháu rồi. Thế à? Khéo này chắc hồi trước là tan gái là mệt phết, em gì phải tán, chắc bị tán suốt. Rồi ok, cảm ơn Hoàn nhá, chúc em luôn mạnh khỏe, thành công. Rồi Hoàn là người thứ tư được cộng điểm trong học ngày hôm nay. Mời xin anh chị tiếp theo, tinh thần xung phong trước. Chị có xung phong trước kia ạ? Thôi anh Mạnh lên giường cho chị nhàn tí, lấy đi phớt tí rồi đến lượt em được không? Nhá. Dạ vâng. Anh Mạnh nhá, anh chờ tí, mời chị nhàn trước. Em xin trả lời. Vâng. Theo em thì qua quá trình đặt vừa rồi là dư luận về việc cũng như thực tế trong công việc ấy, thì em nhận thấy là cái công tác tuyên truyền của mình không những là về các chính sách pháp luật mà ngay cả trong cái việc mà các thành cán bộ công chức hay là các ban ngành đoàn thể, chúng ta vẫn còn hạn chế trong cái việc tìm hiểu đúng rồi. Các
cái chuyên môn của mình, ví dụ như các ngành đoàn thể chẳng hạn, thế liên quan đến mặt trận bên hội chữ thập đỏ hay là bên mặt trận tổ quốc chẳng hạn, thế mà liên quan những cái này thì chúng ta vẫn còn hạn chế trong cái trong chính cái chuyên môn ta thì điều cần cần thiết đối với quản lý nhà nước đó là ngay trong chính cán bộ công chức của mình thì thứ nhất là phải tìm hiểu chức trách nhiệm vụ của mình và cái việc mình tuyên truyền ấy, đã làm tốt hay chưa. Và sau đấy nữa là đến các và cái việc mà liên hệ với thực tế thì hiện tại thì khi mà ở địa phương cũng như không bất cứ một vấn đề gì ấy, mà chúng ta cần cái việc đóng góp của các doanh nghiệp cũng như là cá nhân ấy thì cái việc đấy thì thực ra là vẫn hạn chế. Đúng rồi. Chưa có cái sự tuyên truyền cũng như gắn bó giữa các tổ chức chính trị với cả các doanh nghiệp và các cá nhân, thế nên là việc mà chúng ta từ thiện sẽ không được nhiều so với cả các người nổi tiếng. Thì theo em thì trong thời gian tới đây thì chúng ta thứ nhất là phải hoàn thiện cái chuyên môn của cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể. Thứ nhất là mình làm tốt cái công việc của mình và sau đấy nữa là có nhiều các cái lớp mà kiểu tập huấn cho chính cán bộ công chức của mình để ngày tốt hơn, và sau đấy chúng ta sẽ xây dựng cái thể chế để làm sao giữa người muốn làm từ thiện và người có trách nhiệm liên quan đấy cùng phối hợp với nhau để làm tốt hơn việc đấy, để thứ nhất là có nhiều người tin vào cái việc mình làm ấy, làm minh bạch, là công khai, không có một cái gì gọi là ABC ở trong đấy. Đúng rồi. Và thứ hai nữa là cái việc quản lý tiền như hiện nay em thấy là cũng vẫn chưa ổn ạ. Ví dụ như cơ quan nhà nước thì hiện tại là chúng ta sẽ lập tài khoản khác ở kho bạc nhà nước, khi mà chúng ta chi tiêu cái gì thì chúng ta sẽ là chi từ đó mà ra. Nhưng mà hiện nay thì một số người từ thiện thì vẫn sử dụng tài khoản cá nhân của mình, nên là khi người ta làm ấy, thì chúng ta sẽ không quản lý được cái đấy. Thế nên là trong thời gian tới thì Đảng nhà nước cũng nên có những cái thay đổi trong luật để nó phù hợp với thực tế hơn, để người muốn làm từ thiện và người mà được giúp đỡ nó sẽ phối hợp với nhau tốt hơn và nó hiệu quả cái số tiền đấy ạ. Nhưng cảm ơn ý kiến bạn Nhàn, bạn đưa ra rất là nhiều nội dung, thầy nghĩ cũng rất là bổ ích ở đây. Liên quan dĩ nhiên từ trong nội bộ chúng ta thấy với cán bộ công chức chúng ta phải tìm hiểu và cũng phải được tập huấn, ta thấy phải làm cái việc gì nó phải chuyên nghiệp và tạo nên, nói ở quay lại chỗ bạn Hồng đấy, trao đổi đấy là tạo niềm tin ấy. Chúng ta thấy trong các cái tổ chức này rất là quan trọng và công khai minh bạch các nguồn tiền, đúng không, liên quan cái về thiết lập tài khoản. Thì cái này thực ra trong vừa rồi trong nội dung về cái nghị định 93 họ cũng đã sửa đổi các nội dung này, và chúng ta cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn trong cán bộ công chức rồi những người dân để hiểu những quy định này. Rồi cảm ơn bạn Nhà, tên em rất ấn tượng đấy. Ai đặt tên này cho em thấy tên rất hay, Dương Thị Thắm Nhàn, đặc biệt. Đặt bố em ạ. À, đây à, chắc là yêu người yêu cũ sao mà tên cả Thắm cả Nhàn. Không ạ, ngày xưa lại đặt tên là Thắm ạ, à. Nhưng mà em nghe kể lại thì bảo là bà đấy là hàng xóm ghê lắm. À, đây à. Không muốn cho tên là Nhàn, bà lỗi không đồng ý. À, đây à. Thế bảo thôi, thế thì thêm là chân Nhàn rồi. Thì chắc đời em Nhàn đúng không? Chắc là giờ em Nhàn rồi đúng không? Thực ra thì em thấy so với mọi người thì nếu mà nói về gia đình thì hiện tại thì chị em thấy thiệt thòi là vì chồng mình bị ốm nặng thôi, chứ còn vâng vâng không vấn đề. Thôi cố gắng, vợ chồng tình nghĩa phu thê làm sao mình cố gắng, thực ra cuộc sống ai có những cái khó khăn cả mà đấy, mình cứ quan tâm chăm sóc làm sao cuộc sống làm sao nó ổn định dần. Hiện tại em đang công tác ở đâu, là công việc gì? Em hiện tại đang là công chức văn phòng thống kê tại ủy ban nhân xã Nghi Hiệp. Xã em là một trong 9 xã là đang thuộc diện sát nhập của huyện Yên Mỹ. Sát nhập này lần này có ảnh hưởng công việc gì của em không? Thực ra thì em cũng không thấy ảnh hưởng gì nhiều lắm. Em cứ cố gắng cho công việc nhá, mọi việc mình cứ cố gắng này, trời xanh sẽ phù hộ thôi nhá, làm việc tốt nhất có thể trong chức năng nhiệm vụ của mình, đúng không ạ? Vâng. Rồi cảm ơn bạn Nhà, bạn Nhà là thành viên thứ 5 cộng điểm ưu tiên trong bài thi. Tiếp theo mời anh Đào Tiến Mạnh, anh đã giơ tay nên ta lấy đi phớt nhường chị Nhàn trước, mời anh Đào Tiến Mạnh. Dạ vâng, xin phép thầy với các đồng chí trong lớp học là em xin bổ sung một chút ý kiến của cá nhân em về trách nhiệm của quản lý nhà nước. Thì theo em thì là các nghệ sĩ thì rất là nổi tiếng thì người ta có hình ảnh của mình để huy động rất là tốt về gọi là lưu lực về các cái nguồn lực về bên ngoài xã hội, nhưng mà mình nhà nước mình thì lên là phải là tuyên truyền cho người ta để người ta hiểu là đi theo đúng hướng của mình là
là vận động tuyên truyền cho các ca sĩ nổi tiếng để người ta ủng hộ các cái như là hội chữ thập đỏ hay là mặt trận tổ quốc thì nó sẽ mang tính chính thống hơn. Nhưng mà một cá nhân thì làm từ thiện thì đôi khi là cũng không được minh bạch lắm mà cũng không có hình ảnh cho xã hội lắm. Cá nhân người ta thì huy động rất là tốt nhưng mà nhà nước thì lên tuyên truyền để cho các cá nhân nổi tiếng đấy thì người ta hiểu được à mình lên đi này lên đi kia chứ không lên là một cá nhân để cho hình ảnh một con sâu lồng đồ đời canh. Và nhiều ca sĩ là cũng là như thế, là có thật nhưng không có thật thì người ta đã không có lùm xùm như vậy. Là nên tụi em thế thì quan điểm của nhà nước em là lên tuyên truyền cho các ca sĩ nghệ sĩ mở tài khoản hoặc là đấy là kết nối với cả bên đoàn thể chính trị nào đấy để minh bạch hóa cái vấn đề làm từ thiện thì nó sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Mà cái nguồn lực này là rất là lớn, mình mà không tận cái nguồn lực này thì đôi khi là rất lãng phí cho xã hội và cho người nghèo. Đúng rồi. Thế phương và các địa phương khác là người ta rất là thiệt thòi đấy. Nên cá nhân em thì là chỉ đóng góp một cái chút đấy thôi, chứ còn bây giờ thì em thấy là không minh bạch lắm, bởi vì nhiều ca sĩ là lợi dụng cái vị thế của mình để vận động, nhưng mà đôi khi là cá nhân hóa số tiền của mình vận động để tư lợi cá nhân mình thôi. Còn hình ảnh là một phần thôi, chứ còn đa số là như vậy, chứ không phải là một số người thì rất là minh bạch, một số là người không minh bạch, nhiều hơn là không minh bạch. Em xin bổ sung một ý kiến nhỏ để rồi cảm ơn anh Đào Tuấn Mạnh. Ý kiến của anh em thấy nó phản ánh rất là thực tế thôi, đúng không? Cái này cần trong một cơ chế nó phù hợp nhất để huy động cái sự đóng góp của tất cả cả toàn xã hội, trong đó những người nổi tiếng, những người ảnh hưởng rất là quan trọng. Anh Mạnh có thể giới thiệu chút về bản thân nhỉ? Dạ vâng, em báo cáo có thể là em là Đào Tuấn Mạnh, em công tác tại xã Cổ Bi đấy. Em là bán chuyên trách của xã Cổ Bi ạ, là chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã đấy ạ, và em đạt với đoàn thể về phó chủ tịch hội nông dân. Ok, tuổi trẻ mình cứ tham gia nhiều, đóng góp thật nhiều nhá. Rồi, anh Mạnh là thành viên thứ 6 cộng điểm trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay anh chị nào đúng không ạ? Đấy, tôi vừa nhắc thêm là chị Oanh Khái Châu là người đầu tiên tôi vào đăng nhập vào thì hiển thị thấy chị, mà định mà người cuối cùng trong buổi hôm nay là mời chị Oanh Khái Châu, thầy trò rất là linh cảm, tốt, mời chị. Vâng, cho nên em xin cảm ơn các bạn trong nhóm đã tham gia đóng góp, cho nên là với ý kiến của em về nội dung trên thì em sẽ hiểu như thế này. Vâng. Thực tiếp là về trách nhiệm quản lý của nhà nước thì phải cần làm rõ một số nội dung như là ta cần quản lý chặt chẽ và cũng như là đưa ra những cái tiêu chí tiêu chuẩn để cho bất kỳ một tổ nhóm cả cá nhân nào làm công tác từ thiện đều phải thực hiện. Mà cái thứ hai là khi mà chúng ta đưa ra thì cần phải các cái nhóm từ thiện cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin làm ra chính xác, cụ thể, rõ ràng và minh bạch. Rồi. Và cũng cần biểu dương các tổ nhóm cá nhân đã làm tốt công tác từ thiện. Rồi. Phía các tổ nhóm làm công tác từ thiện thì cũng về phía quản lý nhà nước thì cần yêu cầu các tổ nhóm đó hoặc là các nghệ sĩ mà như trong câu thảo luận này đó đưa ra thì cần cung cấp đầy đủ các thông tin và cung cấp đầy đủ các danh sách những người đã tham gia từ thiện để tạo niềm tin cũng như là kích cầu thêm cho nhiều tập thể hay là cá nhân khác cùng tham gia vào công tác từ thiện làm tốt công tác nhân đạo từ thiện. Và muốn để làm tốt được công tác nhân đạo từ thiện này thì trước hết là các tổ nhóm đó phải công khai minh bạch ra các tiêu chí là làm từ thiện ở đâu và từ thiện cho đối tượng nào và từ thiện là bao nhiêu, ta làm được rồi thì ta phải cung cấp hay là ta chia sẻ trên các mạng thông tin đại chúng để từ đó là kích cầu thêm và cũng như là Rồi, xin cảm ơn chị Oanh Khoái Châu muốn chia sẻ rất là thực tế, và ta thấy là đưa ra chúng ta thấy là chúng ta cần có sự ghi nhận cái hoạt động này, từ hoạt động biểu dương cũng như hoạt động công khai minh bạch và xử lý các đối tượng mà trong lợi dụng cái việc này. Chị Oanh có thể giới thiệu qua về bản thân được không? Dạ vâng ạ. Và em xin giới thiệu qua về bản thân, em là Vũ Thị Kim Oanh. Vâng. Em tuổi Tý đấy nhỉ. Nhâm. Vâng. Chị có đang tác ở đâu? Vâng. Đang
công tác ở ủy ban nhân dân xã Đại Hưng với đảm nhiệm chức danh phó chủ tịch phụ trách mảng văn hóa giáo dục. Vâng. Thế thì thấy công việc của mình nó có áp lực gì không? Dạ có ạ, vì chúng em cũng là một trong những xã ở huyện Bái Châu đang làm điểm về sáp nhập xã. Vâng. Thì cũng cảm thấy là trong thời gian vừa qua thì cũng phối hợp với các đồng chí lãnh đạo của hai địa phương. Vâng. Kiểm tra và thành lập các ban chỉ đạo cũng như các tổ nhóm tuyên truyền vận động với toàn thể nhân dân trong hai xã. Vâng. Làm tốt các chủ trương chương về sáp nhập xã theo cái chủ trương mới của đảng như chính phủ của nhà nước. Dạ. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Chị mạnh khỏe và thành công. Hy vọng là sắp tới chị được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch nhá. Vâng, em cảm ơn. Vâng, cố gắng, nghe giọng này rất là có gan có thép đấy, mà chất lãnh đạo. Thầy ơi, chúng tôi chức danh có chủ tịch ủy ban nhân dân xã em mới đạt đảm nhiệm được một năm. Vâng, xung là sắp tới mà thời gian tới mà nói chung là khó khăn rồi ạ. Vâng, nói chung là khó khăn mình càng vượt qua. Nói chung là thay vì lo lắng thì mình không ngừng cố gắng. Trong cuộc sống nhiều khi mình cứ nỗ đạo nỗ lực đã rồi lãnh đạo cấp trên sẽ quan tâm đấy. Mình chị tuổi Tý là giỏi lắm, tuổi của giáo sư Ngô Bảo Châu là rất giỏi, là linh hoạt. Mình cố gắng làm sao tận tâm cho công việc là được nhá. Đấy là như vậy. Vâng, chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhá. Vâng, em cảm ơn. Vâng, chị Oanh là người thứ 7 được cộng điểm trong cái buổi học ngày hôm nay. Đấy, chắc là xin phép ta kết thúc ở số 7 đi. À, số 7 thì ra người phương Tây thì nó coi là số rất đẹp đấy, đúng không? Số nó mang tính ý nghĩa thần thánh đấy, và rất là ý nghĩa, là trọn vẹn. À, còn chúng ta yên tâm anh chị, trong các buổi học của thầy thì đều có phần thảo luận này để chúng ta lấy điểm. Thì cố hy vọng làm sao được nhiều nhất cho anh chị em được cộng điểm các bài kiểm tra, bài thi. Đấy, thầy tạo điều kiện chúng ta bày tỏ quan điểm của mình. Thì rất là cảm ơn 7 ý kiến. Từ ý kiến của chỗ chị Luyến, rồi chị Hồng, rồi anh Bắc, rồi anh Hoàn, anh Mạnh, rồi chị Thắm Nhàn và chị Oanh đưa ra quan điểm rất là rõ về trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc từ thiện này. Thì thầy thì tổng hợp lại trên quan điểm chúng ta nhìn nhận về gọi là quản lý nhà nước mà, thì quản lý được thì chúng ta cần văn bản. Văn bản trước đây thì chúng ta thấy là ở nghị định 64/2008 của chính phủ về vận động tiếp nhận phân phối từ thiện thì thấy cũng quá lâu, nên là nhiều khi có những cái nó không còn phù hợp. Thì qua đặc biệt là qua cái việc mà lùm xùm vừa rồi nghệ sĩ thì Bộ Tài chính đã trình chính phủ cái nghị định số 93/2021 liên quan đến nội dung này để khắc phục. Đặc biệt mà anh chị đã đề cập ở đây, đầu tiên chúng ta phải điều chỉnh rất là rõ các định pháp luật để tạo điều kiện cho những người dân nói chung, trong đó những nghệ sĩ nổi tiếng, những người có ảnh hưởng ấy, để thấy tham gia từ thiện. Thì tham gia từ thiện ở đây nhiên một góc độ về tổ chức thì chúng ta thấy chúng ta có các hội chữ thập đỏ, đúng không, rồi đại diện cấp chính quyền địa phương đứng ra. Nhưng mà chúng ta thấy cần huy động lên công việc của toàn xã hội, thì với những người mà có ảnh hưởng họ tham gia, họ cũng nhiều cái sự đóng góp thì là rất là tốt. Thì ta đã điều chỉnh trong nghị định số 93 về văn bản pháp luật làm sao đấy là nó khắc phục những cái việc trước đây nó gây ra lùm xùm như vậy, thì và làm sao huy động tốt nhất cái nguồn ủng hộ của các tổ chức cá nhân. Thì chúng ta thấy hàng năm ta thấy thiên tai bão lụt chúng ta rất là nhiều, rồi các hoàn cảnh khó khăn ốm đau bệnh tật chúng ta thấy rất cần thiết. Thì chúng ta tạo hành lang pháp lý đấy là đã điều chỉnh bằng văn bản này rồi. Thứ hai, về phần quản nhà nước đã thấy rồi, khi có văn bản thì cái việc mà tổ chức thực hiện của các cơ quan ban ngành đều rất quan trọng. Nó xuất phát mà anh chị em đã đề cập ở đây với chức trách nhiệm vụ như của tổ chức thập đỏ, các tổ chức chính trị xã hội địa phương trong việc phát động rồi nắm bắt các quy định của pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức trong việc thực hiện việc này nghiêm, đúng không, và một hoạt động này phải công khai minh bạch. Và chúng ta các cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân họ thực hiện cái việc từ thiện này, nhưng mà yêu cầu họ chúng ta thấy rồi các quy định đó và liên quan cái dụng tài khoản không được dùng cá nhân mà một tài khoản riêng về đặc biệt những người nổi tiếng, trong cái việc mà huy động sự ủng hộ và công khai tất cả các cái nguồn ủng hộ cập nhật thường xuyên. Đấy, như chị Oanh đã đề cập chúng ta thấy. Và tuy nhiên ta có những chính sách rất là rõ về cái việc biểu dương những người có đóng góp tích cực và kỷ luật, thậm chí là xử lý vi phạm pháp luật với những người có hành vi vi phạm lợi dụng này. Đấy, chúng ta tách bạch rất là rõ. Rồi và biện pháp quản lý nhà nước thứ ba mà chúng ta thường thấy trong hoạt động về thanh tra kiểm tra. Đấy, chúng ta phải văn bản pháp luật qua rồi, người tổ chức thực hiện qua rồi, thì chúng ta phát hiện kịp thời các đối tượng, các cá nhân có hành vi lợi dụng, lạm dụng như việc này để xử lý răn đe. Rồi giải pháp của quản lý nhà nước đã thấy rồi, đó là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, rồi cho những người mà gọi là những người nổi tiếng này để họ nắm bắt cái quy trình thủ tục trong việc thực hiện đó. Rồi vai trò của báo chí, của truyền thông, đúng không? Chúng ta thấy ở đây rất quan trọng để nắm bắt được các hoạt động từ thiện nó ý nghĩa.
tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Và với trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức nữa, chúng ta cần ý thức được rằng, đúng không, với vai trò trách nhiệm của chúng ta nắm bắt các quy trình thủ tục để hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu về từ thiện, hay chính trong các cái tổ chức của mình, các tổ chức xã hội cần phát huy vai trò của mình, đúng không, làm sao tạo niềm tin cho người dân hay là những người mà phát tâm ủng hộ đấy vào các tổ chức này, để làm sao cái việc từ thiện nó đúng theo quy định pháp luật. Nhiều khi chúng ta thấy đấy, cái việc không thực hiện đúng vô tình thôi hoặc là hữu ý, ở đây có câu chuyện nó sẽ lấn sang cái vi phạm về hình sự đấy, nhưng mà thầy đã trao đổi cái điểm giao giữa luật hành chính và luật hình sự đấy. Có thể đầu tiên nếu mà chúng ta không quy định chặt, đầu tiên thì người ta ủng hộ mấy triệu mấy trăm triệu thì người ta cũng chưa có ý muốn là vi phạm đâu, nhưng mà mấy tỷ mấy trăm tỷ lúc đấy lòng tham người ta nổi lên thì chúng ta thấy là nếu mà quy định chúng ta không chặt, mà người dân hoặc là những người mà Mạnh Thường Quân hoặc là những người nghệ sĩ nổi tiếng đấy, họ không nắm bắt quy định pháp luật, họ ảo tưởng mà họ không biết được, và theo đó có vô tình là họ sẽ lòng tham họ phát lên và người ta sẽ vi phạm pháp luật. Thì cái việc mà chúng ta thấy trong quản lý nhà nước, cái việc thường xuyên trong việc điều chỉnh trong các quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tế, rồi cần tổ chức thực hiện, rồi tuyên truyền, giám sát, thanh tra kiểm tra có hoạt động, rồi khen thưởng kỷ luật trong hoạt động về quản lý nhà nước, về hoạt động từ thiện này là rất cần thiết và thường xuyên. Thì rất là cảm ơn các anh chị em trong lớp chúng ta đã rất tích cực tham gia ý kiến với hoạt thảo lần này. Dù lần đầu tiên chúng ta cùng trao đổi với chủ đề này, nhưng mà anh chị em rất là có ý thức, trách nhiệm trong những đóng góp ý kiến. Và thầy đã ghi nhận 7 trường hợp đầu tiên và liên quan đến điểm cộng, điểm điều kiện, và hy vọng trong buổi chiều nay và những buổi học tiếp theo anh chị em phát huy tinh thần như vậy anh chị em nhá, có được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, cái cách thức mà thầy trao đổi cái xem kẽ cái phần lý thuyết và cái phần trao đổi riêng với anh chị em như vậy có được không? Chúng ta tích cực tham gia cùng với thầy và đóng góp, khi anh chị có đóng góp đấy thì thầy cũng đã ghi nhận cộng điểm thưởng cho anh chị em trong bài thi, bài kiểm tra, có được không? Dạ được ạ. Vâng. Và thầy hỏi thế thì gì mà em không bỏ được, đúng không? Mà thôi, thế ý là thầy nói là câu chuyện là chúng ta phải làm sao cái sự tương tác ấy. Ở đây anh chị em đã có khác đối tượng học sinh viên khác mà chúng ta đã tham gia thực tế, thì rất mong chị em chúng ta đóng góp ý kiến trong thực hiện quản lý nhà nước của mình. Mà những cái chuyên đề về luật hành chính này nó rất là thiết thực trong hoạt động công việc của anh chị em lãnh đạo điều hành chấp hành, đúng không ạ? Thì rất mong chị em tích hơn nữa trong buổi chiều hôm nay và buổi tiếp theo anh chị em nhé. Ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đến giờ này được chưa? Vâng ạ. Vâng, xem lớp phó Đặng Thị Tiếp cho ý kiến chỉ đạo nào, thôi bảo thầy cho nghỉ sớm quá. Dạ vâng ạ. Chị có đồng ý không? Thầy chưa xin ý kiến em. Vâng, em trong... đồng ý thầy ạ. Chắc chưa? Vâng. Vâng. Thầy cuối tuần ra nghỉ sớm với thầy. Nghỉ sớm để làm gì? Anh làm được gì? Cuối tuần thầy ơi, toàn làm cán bộ địa phương thì nhiều việc lắm thầy ạ, toàn bị phục tên. Thôi chả thấy anh nói về quan tâm vợ con, anh bảo em về bây giờ nấu cơm cho vợ, thầy cho em nghỉ luôn chứ. Thầy nghỉ đi làm thế. Thầy cho anh kiểm tra chưa ạ? Nguyễn Thị Thu Huyền à? Vâng, Thu Huyền ạ. Vâng, còn ai nữa không? Thầy ơi, con em nữa thầy ơi. Em là ai? Em Hoàng Minh Trường đấy ơi. Hoàng Minh Trường đấy, tôi gọi mãi không thèm trả lời đâu. Anh tránh tôi hay sao? Con em thầy ơi. Hả? Hoàng... Đấy, em Lê Văn Tuấn chứ không có thầy ạ. Hoàng Minh Trường ơi, Hoàng đấy ạ. Lê Văn Tuấn à? Tôi gọi mãi không, ông nghe đâu, giờ điểm danh của ông suốt sáng ấy. Lúc gọi bài chả rồi còn ai nữa đây chưa? Nếu có thầy nào mà yêu thương anh chị em chiều, anh chị em hơi chiều vong ấy, lại điều chỉnh lại như thế này. Rồi ai nữa đây? Còn ai nữa nào? Thôi thầy rất công bằng nhá. Nào ai nữa? Hết chưa? Anh chị em hết chưa? Chắc là chốt được rồi đúng không ạ? Nhá. Vâng, không ai trả lời chắc là hết rồi. Vâng, đúng rồi. Thì theo ý kiến chỉ đạo của chị Tiếp, lớp phó thì chúng ta dừng ở đây nhá. Thế chiều nay chúng ta mấy giờ quay trở lại ạ? Theo lịch tôi nhận là 13:30 đấy. Anh chị em mong muốn mấy giờ quay trở lại lớp học? Đấy, dân chủ chưa? 14 giờ thầy ạ. 14 giờ hay 2 giờ? Em còn Nguyễn Thị Bích Ngọc nữa ạ. Chúng ta thống nhất 14 giờ hay 2 giờ? Wow. Bích Ngọc à? 14 giờ thầy ơi. 14 giờ nhá. Em có Ngô Chí Dương thầy ơi. Ngô Chí Dương à? Đấy, rồi. Em là điểm danh thế sốt sáng thế. Chiều nay tôi tích mấy trường hợp này. Em còn Nguyễn Thị Bích Ngọc nữa ạ. Rồi tôi tích rồi. Tôi chiều nay tôi gọi những cái trường hợp này nhá. Chuẩn bị trả lời. Có đây ông Đỗ Chí Dương có ở đây. Ê còn em nữa ạ. Em vẫn thấy vẫn tích vắng ạ. Ai? Anh tên là gì? Nguyễn Huy Hoàn. Nguyễn Huy Hoàn à? Nguyễn Huy Hoàn à? Đây rồi. Còn ai nữa không? Hết chưa? Em còn Nguyễn Thị Bích Ngọc nữa ạ. Bích Ngọc tôi tích rồi, chị Ngọc này. Chị Ngọc là tên vợ tôi phải tích rồi.
Có thể là Ngọc. Cảm ơn thầy ạ. Được chưa? Còn ai nữa không? À, Dương Ngọc là ưu tiên nhé. Vì tên vợ tôi bao giờ tôi cũng ưu tiên không hề nhẹ mà. Dạ vâng. Không thích bà tí bà không cho ăn cơm mà tôi chết dở như tưởng đâu. Rồi được chưa nhỉ, chúng ta kết thúc thế, thống nhất ý kiến chỉ đạo của cả lớp và lớp phó trực tiếp là 14 giờ nhá, đúng 14 giờ chúng ta học. Đấy, phong cách dạy như vậy anh chị em thấy ok đúng không? Rất là mở thôi, rất là thoải mái. Và nhưng mà chúng ta trong thoải mái chúng ta phải tôn trọng nhau, và chúng ta như thầy nói rồi đấy, chúng ta đã mất thời gian mất tiền bạc vào học thì chúng ta học nó nghiêm túc một chút nhá, được không ạ? Để cho hoàn thành buổi học sớm, đỡ mất thời gian thầy cứ phải điểm danh hay nhắc nhở từng loại người kia, có được không ạ? Nhá. Dạ, vâng. Học tập trung, người ta học sớm nghỉ sớm như buổi chiều nay chẳng hạn, nếu anh chị em ok học ngay cái thứ thì thầy chỉ dạy nó phù hợp thôi, chúng ta nghỉ. Còn anh chị em cứ bị thầy phải nhắc, chứ thầy chả muốn nhắc cái việc đấy đâu, nhưng mà đấy nó ảnh hưởng tập thể lớp, anh chị em thông cảm nhá, được không ạ? Dạ, vâng. Thì trực tiếp giúp nhắc tinh thần học tập anh em trong lớp như vậy nhá. Đấy, dạ, vâng. Thầy cũng dễ nhất có thể, nhưng không dãi, nhưng mà sao dễ là đây làm sao đó, nó phù hợp với nhau, được không ạ? Để hoàn thành công việc. Dạ, vâng ạ. Ok không? Chốt. Dạ, vâng. Rồi, xin cảm ơn mọi người, chúc anh chị em một buổi trưa ngon miệng nhá. Hẹn gặp lại đúng 14 giờ chiều nay. Thầy xin phép tắt máy nhá. Vâng, em cảm ơn thầy. Rồi, xin chào anh chị em. Vâng. Rồi, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và xin cảm ơn các anh chị em đã theo dõi nội dung thầy hướng dẫn với chị em phần lớp luật với phần chuyên đề hành chính. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Chào anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em vào lúc 14 giờ chiều nay. Xin chào chị em.